sao nhá. Hello hello chị ơi. Hóng nãy giờ à? Hóng thì lên luôn. Không cần né hóng. Chúc em buổi tối vui vẻ. Em bảo chị Nguyễn, các chị ơi vào luôn nha. Các chị hình như hôm nay có nhận được thông báo không nhỉ? Mọi người có nhận được thông báo không? Có em là chị có mất Bích Giang nè. Trời ơi, một con áo siêu hot. Các chị ơi, mình có nhận được thông báo không? Vào luôn giúp em nhá. cho một cái ghế bé đây. Đúng rồi đó. Hôm nay em nhận được hàng rồi, chất đẹp cực luôn. Em cảm ơn chị Hoàng Vũ. Các chị ơi, vào luôn nha. Nào các chị ơi, hôm nay nhiều hàng quá quá. Quát, nhiều hàng quát. Có, em ơi chị Phúc Mây này, có bác ơi vào chưa? Có tí nữa có lên đấy, em có lên váy hoa cho các chị luôn. Váy hoa có tí nữa lên, có em đấy chị Phan Tiên này. Các chị ơi mình vào luôn nhá, đây. Có những cái mẫu váy như thế này. Hàng của em sale hết rồi các chị luôn, nên là các chị cố gắng là vào luôn, chia sẻ live stream. Có lên đó, em có lên váy hoa cho các chị luôn. Chị Tiên đang bắt được. Ôi dồi. Đâu lúc nãy công bắt đầu Bluetooth mà. Các chị ơi vào luôn nhá. Em gọi là chị Thanh Cốc này. Bây giờ em sẽ lên luôn. Lên luôn nhá mọi người nhá. Để chạm cái này em có ít thôi. Trời ơi, xả hết rồi các chị của em đi. Tại vì nó có ít. Cái này còn mồi. Mồi mỡ nó còn ít thôi. Xả hết rồi các chị luôn đi này. Cái này em hết sạch rồi đấy chứ. Cái hàng này không còn luôn ấy. Chị đã làm mà không thấy bên em gọi điện cho đơn. Chị biết xong mình chắc chị không nghe máy thôi. Chứ làm gì nhà em có. À thì em không gọi điện cho đơn đâu các chị bao giờ. Tí nữa em có bộ 60 cân đấy, có váy 2 giây. Con này là size S cho em nha các chị ơi. Mình lên luôn cho em là tờ, mã số cho em là 9K và kèm số điện thoại cho em. Con váy này em chiên các chị với giá là 9.000 thôi. Đẹp chưa? Ê ơi đẹp rụng trứng cái con váy này luôn ấy. Size S cho em này. Các bác thấy đẹp không? Nhớ là chia sẻ live stream. Cái này cố gắng là chia sẻ live stream cho em. Bình luận thật nhiều, tương tác thật nhiều, chia sẻ live stream thật nhiều thì mới được chốt đơn nhá mọi người nhá. Được chưa? Mình cứ lên đúng mã này cho em là mã số cho em là kèm 9K và kèm số điện thoại cho em là được. Tổng không xỉ là hả em? Xỉ là em hả? Vâng đúng rồi chị ơi. Mình cứ lên đúng mã này cho em là 9K và kèm số cho em. Nói chung hôm nay là những cái hàng lẻ lẻ như này này. Xéo hết đâu các chị luôn đi. Tại vì em cũng cái này là hàng. Nói chung là cái hàng này thì còn lại một ít nữa. Đây này những cái mẫu như này này. Nó còn một ít nữa em xéo hết đâu các chị. Mã này với giá là 9.000. Bình luận đúng mã này cho em là 9K và kèm số cho em nhá. Em ơi cái dạng của nó là bu rông như này. Form và dáng của em quá là đẹp luôn. 9K chị đầu tiên đấy. Hàng của nó là hàng thiết kế của Bon đấy. Hàng này là hàng thiết kế Bon cho em nhé. Không phải hàng bình, không phải hàng may bình thường đâu. Cái này là hàng thiết kế của Bon nha. Các chị ơi nhìn đúng mắt cho em này. Mấy hôm nay nó cũng bình luận này. Ok chị ạ. Nào chị đầu tiên cho em nhá. Tặng bác đầu tiên cho chị Phan Tin đây này. Chị Phan Tiên đôi 432 ấy, có thấy không? Chị đầu tiên là chị Phan Tiên này. Một váy 10.000, 9K này. Tiếp tục chị nữa cho em. Em ơi con này đẹp quá. Dã man này. Con này có hai cái, chị Phan Tiên ấy. Ừ. Chị Phan Tiên đôi 432 ấy. Chị Phan Tiên đôi 432 ấy. Rồi chị này cho chị tặng cho bác ở đây toàn là những chị quen thôi. Mà các chị lưu ý cho em là nhớ là chia sẻ live stream. Bác tiếp theo là chị Thúy Kiều. Chị Thúy Kiều đi em. Thúy Kiều đuôi 808 ấy, chị Thúy Kiều đuôi 808 này. Ok, chị Thúy Kiều đuôi 808. Con này là con khác đấy. Con này là con khác cho em nhá. Ui con size S này. Con này là con tay dài, phê chưa? Cái chất vải này không cần nghĩ ngợi luôn các chị ạ. 55 56 cân đổ về cho em vô tư. 55 56 cân đổ về cho em vô tư, size S nhưng mà form nó rộng. Các chị lên luôn cho em là mã số cho em là xả 1. Xả 1 cho em nhá. Xả một và kèm số cho em. Con váy này em bán tặng các chị với giá là 10k luôn. Đẹp chưa? Xả một và kèm số cho em có bo chun. Cái này mình có dưới là 60 cân đổ về. 60 cân đổ về vô tư cho em mã này.
Bác nào lấy 61 thì mình chốt 61 cho em nhá. Với giá là 10k. Em ơi con này đẹp lắm. 40 cân đổ lên, 55, 56 cân đổ về cho em vô tư này. Mã số cho em là 61 cho em nhá. Với giá là 10.000. Em ơi đẹp chưa? 61 giùm em với giá là 10k. Lưu ý giúp em là không chia sẻ live stream máy tính, nó không in đâu. Nhớ giúp em là không chia sẻ live stream máy tính sẽ không in đơn. Nên là các chị cố gắng là chia sẻ live stream luôn giúp em. Và chị nào có quà ấy, mình nhớ lấy thêm một cái nữa để nhà em đi đơn nhá các bác. Mình có quà rồi, mình nhớ lấy thêm một cái nữa để nhà em đi đơn, cho nó nhanh đơn của các chị luôn. Được chưa? Nhớ lấy thêm một cái nữa để nhà em đi đơn nhá. Em ơi con váy ơi chị ơi, dã man chưa? 55, 56 cân đổ với cho em, 61 em, cho 61 cho các chị này. 61 10.000 này. Chắc đẹp ơi là đẹp, nó bồng bềnh trong gió, ui con váy. Dã man. Thế đọc mã này là mã gì? Rồi. Mình lên luôn cho em ấy là tặng 2 giúp em. Tặng 2 giúp em nhá. Tặng 2 và kèm số cho em. Con váy này em bán tặng luôn cho các chị luôn. Con váy này. Mã này mình lên đúng mã này cho là tặng 2. Tặng 2 giúp em là được. Tặng 2 giúp em mọi người nhá. Cái này mình có dưới 53, 54 cân đổ với cho em vô tư. Tặng 2 này. Hàng thiết kế của Boy. Quân Huệ Bình Phạm có tặng chị. Có tặng 61 ạ. Tặng 2 giúp em 40.000. Tặng 2 40k. Toàn váy đẹp thôi. Tặng 2 40.000 này. Con này thì đẹp long lanh luôn. Ui. Con Maxi này còn không có hàng để bán. Tặng 2 và kèm số cho em nhá. Con hàng chuẩn hàng Quảng Châu luôn, nhưng mà nó là tại vì nó là tay dài. Mã này các chị lên cho em là tặng 3 cho em. Tặng 3 cho em nhá mọi người. Tặng 2 bổ sung lại số cho em với ạ. Tặng 3 kèm số điện thoại cho em là ok. 40.000 luôn này. Đẹp chưa? Toàn váy thiết kế thôi mà. Mã tặng 3 cho em nhá. 40.000. Ôi. Chị nào lấy tặng ba, ui rồi đất ơi, má ơi, thánh thần ơi, chết rồi, chết thật sự luôn đó chị ơi. Toang này, toang thật sự các chị ạ. Trời đất ơi, nó đẹp. Trời ơi, cái này có đủ màu mới sợ chứ trời. Nào các chị ơi, em út thì không có hàng rồi bạn. Dạ. Nào các chị ơi, má này mình lên luôn cho em, má này là tặng 4. Hàng này hôm trước đang bán bao nhiêu nhỉ? 109.000 hay sao ấy, em chẳng nhớ nữa. Tặng 4 em đi nè. Anh in tặng 4 đi, tặng mỗi chị một cái hân hoan đi. Trời đất ơi. Trời ơi trời ơi, màu hồng, màu trắng, màu vàng có đủ màu mới sợ chứ. Chị Thanh Trúc có tặng 3. Trời nè. Màu vàng này. Dã man. Nào em bán tặng các chị mỗi chị một cái vui vẻ đi. Tặng mày tặng mấy nhờ? Tặng 4 đi. Chia sẻ live stream giúp em, chỉ chốt ai chia sẻ live stream 50.000. Tặng 4 cho em. Cái này là xả, gọi là xả lỗ luôn các chị ơi. Có vàng, có hồng, có trắng. 55, 56 cân đổ với cho em. Mã tặng 4 cho em nhá, 50.000 đồng. Cái này là không chọn màu đi. Không chọn màu nhá mọi người nhá. 50.000 còn chọn màu nữa thì em không biết chọn đâu. Cái này thực sự là màu nào nó cũng rất là đẹp. Chị em mình mà chọn màu nữa thì em không chọn màu được. Cái này không chọn màu được đâu nhá. Vàng này, hồng này. Trời ơi, cái áo này hôm trước không có bán đó chị ơi. Đây, trong cái hàng ở nó bị sót. Nó bị sót ở dưới kia đây, dã man chưa. Trời đất ơi, 50.000 một con áo này thôi. Nhớ chia sẻ live stream giúp em. Đưa cả mấy cái sơ mi ở kia đây. Sơ mi sơ mủ ấy, góc đấy cho gọn đi. Để bỏ cái hàng khác vào. Tặng 4 và kèm số cho em nhá, 50.000. Em ơi, toàn hàng thiết kế mới sợ chứ. Nhớ là em chỉ chốt cho chị nào chia sẻ live stream thôi. Ok chưa? Tặng 4 50.000 này. Tâm Hồ có tặng 4. Ok. Đó, mấy cái lông cơm. Trẻ mới vừa ra này. Trên tầm có tặng 4. Ôi dồi ông giáo ạ. Ông giáo ạ, thôi rồi. Tặng 4 giùm em nhé mọi người ơi. Đây, bác nào đấy tặng 4 thì mình chốt tặng 4 cho em. Áo kiểu này. Dã man con ngan. Dã man, dã man nhé chị ơi. Trời ơi. Bông bông có tặng 4. Con áo này em xả hết rồi các chị luôn. Tặng 4. Mi Thanh có tặng 4. Đang bán là 130.000. Em bán tặng các chị 50.000 hết đi. Mã này mình lên luôn cho em, mã này là tặng 5. 50.000 đồng dùm em con áo kiểu dài tay nhưng mà nó quá là đẹp. Mã tặng 5 cho em, 50.000. Ok chưa? Bao hàng Quảng Châu cho các chị này. Tặng 5, 50.000 này. Những cái này em sale hết rồi các chị đi. Vừa bán vừa tặng đi. 55 cân đổ với cho em vô tư mã này. Chị nào đấy tặng 5 thì mình chốt tặng 5 cho em nhé. Tặng 5 dùm em với giá là 55.000. À 50.000. Áo ấy là mặc có bán chứ. Cái hàng này là hàng đẹp đấy. Hàng này là hàng đẹp. Chị Hùng Thị Dung có tặng 4. Tặng 5 cho em nhé. Tặng 5 ở kèm số cho em 50.000 thôi. Cái hàng này hôm trước đang bán 130 đấy. Nhập xỉ ra là 105.000.
Bây giờ em xả cho các chị với giá là 50.000. Có tặng 4. Tặng 5 cho em nhá. 55 56 cân đổ về thôi. 55 56 cân đổ về cho em là vô tư. Con này rất là đẹp này, con sơ mi hoa này. Chị nào là cách mới. Trời ơi. Số điện thoại thì em cho đơn cho các chị ơi. 60 cân đổ về. Các bác lên cho em này là tặng 6 giúp em. Tri ân các chị với giá là 25.000. 50.000 đi. Tặng 6 kèm số điện thoại cho em với giá là 25.000 nhá. Các bác lên cho em này là tặng 6 cho em 25.000 đồng. 5556 cân đổi với cho em vô tư mã tặng 6 này có 2 cái. Trời. Con gái hồng này có tặng 5. Bác nào đấy tặng 6 thì mình cho tặng 6 cho em với giá là 25.000. Tặng 6 cho em nhá, 25k. Ê ơi trời đất. Tặng 6 giùm em 25.000. Ui các chị này con sơ mi sọc này, dã man chưa? Trời đất ơi, toàn hàng Quảng Châu xịn sò như thế này. Mã này mình lên luôn cho em này là mã số cho em là tặng 7 nhá. Sơ mi này em bán tặng cho mỗi chị một cái, có màu đen và màu vàng này. Toàn hàng Quảng Châu rất đẹp thôi. Em bán tặng cho các chị với giá là 49.000. Mã số cho em là tặng 7. 49k nhá, tặng 7. Tặng 7 và kèm số cho em 49.000 này. Cái này mình có dưới 60 cân đổ về cho em vô tư. Bác nào đây tặng 7 thì mình cho tặng 7 cho em nhá. 49k. Eo ơi form đẹp ơi là đẹp luôn. Tặng 7 cho em mọi người nhá. Vừa giá là 49.000. Tặng 7 49.000 đây. Mình có tặng 5. Bác nào đây tặng 7 mình cho tặng 7 cho em 49k. Mình có tặng 5. Đẹp lắm, có màu vàng, màu đen, nói chung màu nào lên rất là đẹp. Có tặng 6. Màu nào lên cũng rất là sang và đẹp luôn. Cái mã này nói chung là mã nào cũng rất là đẹp. Tại vì chẳng qua cái hàng này em còn một ít em sale các chị thôi. Tặng 7. Thì em chốt đi. Giờ chốt cái mã tặng 6 đi. Tặng 6 25.000. 2 cái. Ở 25.000. Cái này mới là 49.000 này. Đây đây. Tặng 7 cho em mọi người nhá. 60 cân đổ về vô tư cho em mã tặng 7. Chị Minh Nguyệt có tặng là 6. Chị Phan Tiên có tặng 6. Mã số cho em là tặng 7 luôn giúp em. 49.000 đi. 60 cân đổ về vô tư mã tặng 7. Chị Dương có tặng 7. Tặng 7 luôn giúp em nhá. Tặng 7 và kèm số luôn giúp em 49.000, 60 cân đổ về vô tư. Bác nào lấy tặng 7 thì mình cho tặng 7 cho em 49k. Cái này mình có dưới 60 cân đổ về cho em nhá. 60 cân đổ về. Cái này có ít thôi. Chị nào lấy tặng 7 thì mình cho tặng 7 cho em với giá là 49.000, 60 cân đổ về vô tư. Nhớ là chia sẻ livestream. Áo em mặc tí nữa có bán. Cái này có những hai màu hàng cao cấp đấy. Nhưng mà tí nữa em sẽ bán chiên cho các chị mã này. Được chưa? Em có tặng 7. Tặng 7 và kèm số cho em nhá. Với giá là 49.000. 60 cân đổ về vô tư. Cái này lưu ý là không chọn màu. Không chọn màu giúp em nhé mọi người nhé. Chọn màu thì em không chốt được. Chọn màu thì em không chốt được đâu. Tại vì em xả lỗ rồi. Tặng màu thì sẽ không chốt được đâu nhé mọi người nhé. Cái bộ này thì còn 2 bộ. Hàng này đẹp long lanh. Không có hàng để bán. Hàng này đang bán buôn. Đang bán ở cửa hàng là 170.000. Đang bán ở cửa hàng là 170.000. Bộ này hôm trước chắc chị nào mà mua hàng này bộ em là biết rồi. Mình lên luôn cho em là tặng bộ siêu cấp giúp em là được. Tặng bộ siêu cấp. Và bộ này em sẽ tặng luôn cho các chị giá rất là bèo. Với giá chỉ có là bao nhiêu đây? 69.000 bộ này thôi. Mã này mình lên luôn cho em là tặng bộ siêu cấp và kèm số cho em. Đấy, chưa bao giờ đi tặng. Đi tặng mà là còn phải xin số điện thoại của các chị luôn. Mình cứ lên đúng mã cho em, bình luận đúng mã kèm số điện thoại. Khách mới thì lên số giúp em là được. Mình cứ ghi mỗi cái tặng bộ siêu cấp rồi ngày mai bên em lấy cái gì gọi điện cho các chị bây giờ. Mình phải lên đúng số, phải có số điện thoại ngày mai bên em mới gọi lại cho mình được. Còn không có số là sao bên em gọi cho các chị được. Bộ này em tặng luôn cho các chị 69.000 nhá. 69.000 đồng luôn giúp em. 60-65 cân đổ về vô tư. Nhớ là chị áp dụng cho chị nào chia sẻ livestream. Còn bác nào mà không chia sẻ thì em không chốt được 69.000. Mã này mình lên luôn cho em là tặng bộ siêu cấp là được. Tặng bộ siêu cấp giúp em là được nhá. Tặng bộ siêu cấp và kèm số cho em là ok. Được chưa ạ? Các chị chốt kèm số điện thoại giúp em. Cái này sẽ có 2 bộ thôi. Cái này có 2 bộ. Chị nào lấy nhanh thì mình chốt trước. Nhanh thì được, chậm là hết cho em nhá. Tặng bộ siêu cấp giúp em là được. Với giá là 20.000. À 69.000 nhá. 69.000. Tặng bộ siêu cấp giúp em là ok nhá. 69.000 đồng mã đấy thôi. Sang xịn mịn đẹp.
Bộ đấy chẳng có ở chỗ đâu bán mà có chị có 69.000 đâu. Hàng này hàng cao cấp của em. Đang bán buôn ở cửa hàng là 170 đấy. À đang bán lẻ ở cửa hàng là 170.000. Đang bán lẻ ở cửa hàng 170.000. Mà em lại dám bán cho các chị có 69.000 bộ này. Có ít thôi nhá, chị nào nhanh thì được chậm lại hết. Chị thân chẳng có tặng bộ siêu cấp ạ. Nhớ là chia sẻ livestream nhá. Rồi còn có 2 bộ, cái này có 2 bộ đấy. 69.000. Ui, bộ dâu này. Nào. Chị đem mã này luôn cho em nhá. Đây. Bộ thô cho em này. Các chị lên luôn cho em mã này là mã số cho em là bộ bộ thỏ đi. Bộ thỏ giúp em nhá. Bộ thỏ giúp em 30.000 luôn này. Bộ quần ngố, bộ thỏ giúp em 30k. 60 cân đổ về. Chị nào lấy bộ này mình chốt cho em mã này là bộ thỏ cho em nhá, 30.000 thôi. Em ơi xa xịn mịn 60 cân đổ về vô tư. Ai lấy bộ thỏ thì mình chốt bộ thỏ cho em với giá là 30.000. 30.000 và kèm số cho em 60 cân đổ về này. Thỏ 30 dùm em nhá. Em ơi chất của nó này. Không thể che vào đâu ấy chị ơi, theo logo đầy đủ xịn sò như này có 30.000. Nhớ là chia sẻ giúp em là 5 lần lên trang cá nhân, 5 lần lên các nhóm cho em nhá. Nhớ là 5 lần lên trang cá nhân và 5 lần lên các nhóm. Lưu ý giúp em là nếu mà mình không chia sẻ livestream thì mình sẽ không được chốt đâu. Bộ thỏ dùm em 30.000 này. Em chỉ áp dụng với chị nào chia sẻ livestream thôi. Còn bác nào mà không chia sẻ livestream thì mình sẽ không được chốt. Chị Tống giúp Thảo có bộ thỏ. Ui, đẹp dã man các chị ơi, bộ dâu cho em này. Mình lên luôn cho em hay là bộ dâu cho em nhá. Sale luôn cho các chị mã này luôn. Bộ dâu ngố này 30k luôn. Bác nào lấy bộ dâu bình luận cho em mã này là bộ dâu cho em nhá. Bộ dâu dùm em 30.000 này. Ê ôi sang xịn mịn đẹp. Bộ dâu 30. Dâu và kèm số cho em nhá, 30.000. Bác nào lấy bộ dâu thì mình chốt bộ dâu cho em 30k. Bộ dâu có 2 bộ này. Dâu có 2 bộ tặng cho hai chị đi. Bộ dâu em có 2 bộ nhá. 20.000 hay là 30.000 này? 30.000. Chị Phùng Thị Dung có bộ dâu. Lên luôn cho em hay là bộ tiểu thư. Bộ tiểu thư cho em nhá, 20k. Cái này mình có dưới 55-56 cân đổ về cho em. Mã này mình lên đúng mã này cho em là bộ tiểu thư. Bộ tiểu thư giúp em là ok. Với giá 20.000. Em chỉ áp dụng chị nào chia sẻ livestream đâu. Chị Phúc Mê có bộ dâu. Bộ tiểu thư giúp em nhá, 20.000. Tiểu thư 20. Trời đất ơi, những cái con váy các chị ơi là lỗ banh tờ nóc luôn các bác nè, dã man. Nào, mình lên luôn cho em mã này là gì nhỉ? Mã số cho em là sóc 1 đi các chị ơi. Sóc 1 giùm em này. Em ơi váy này có nhiều hình lắm. Trời đất ơi. 40 cân đổ lên, 65 cân đổ về cho em. Trời đất ơi nó đẹp. Các chị lên luôn cho em mã này là sóc 1 giùm em, sóc 1. Sóc giùm em nhá, sóc 1 này có rất nhiều màu. Nhiều màu, nhiều hình. Nhiều màu, nhiều hình, dã man như thế này. Trời đất ơi. Sóc 1 và kèm số cho em. Được chưa các chị ơi, nhìn giúp em này. Có màu tím, màu cam, màu xanh. Nói chung nó có rất là nhiều màu. Và em sẽ bán chiên hết con mọi người cái con váy này cho em với giá chỉ có bao nhiêu? 50.000 đi. 50.000 con váy này, 60-65 cân đổ về. Các chị lên cho em là sóc 1 giúp em. Đẹp lắm. Đẹp rụng rời con tim các chị ơi, được chưa? Với giá là 50.000 mã sóc 1 này. Có ít thôi, chỉ hết, mẹ có sóc 1. Ok. Không chọn màu đi, cái này không chọn màu nhá. 50.000 không chọn màu luôn giúp em. Không có sóc 1. Chọn màu nữa là chịu rồi các chị ơi. Chị Tường Vi không thể chọn màu đâu. Cái gì lưu ý cho em là mảng này không chọn màu à. Ui, con sơ mi gì đây. Nào các chị ơi. Mình lấy luôn cho em, này là mã số cho em là mã số cho em là A1 đi. A1 bên nhân hết hàng rồi ạ. A1 và kèm số cho em nhá. Sơ mi này em bán tặng các chị với giá là 20.000, 60 cân đổ về. Mã này mình lên đúng mã này cho em là A1 cho em nhá, 20k. A1 và kèm số cho em 20.000. Chị nào lấy A1 thì mình chốt A1 cho em nhá, 20k. 20.000 và kèm số bộ điện thoại cho em. A1 và kèm số cho em sơ mi này. Chị ăn các chị 20.000 đi, có 526 cái này. 526 cái chị ăn các chị hết. 20.000. Chị Thảo qua A1 ạ. Chị nào lấy A1 thì mình chốt A1 cho em nhá. Bộ em mặc thì bán mình áo. Bán mình áo thôi. A1 và kèm số cho em với giá là 20.000. Rồi. Con Von này. Con áo Von. Huyền của A1. Đẹp quá. Mã số cho em là A2. Em bán tặng hết cho các chị đi. 25.000, 53, 54 cân đổ về. Chỉ là em áp dụng đầu like, em áp dụng chị nào mà chia sẻ livestream em sẽ chốt đẹp. Chia sẻ livestream cho em sẽ được mua giá đầu like siêu rẻ. Được chưa? Chị em mình lấy luôn cho em hay là A2 giúp em nhá, 25.000 thôi.
áo von hoa đấy. Áo von này rất là xinh, 55 cân đổ về này. Có thể là màu hồng, cũng có thể là màu trắng em nhá. A2 25.000. Chị nào lấy A2 thì mình chốt A2. A2 giúp em 25.000 đồng. Chị thằng Thu Hà có A2. Ui, con váy này em có 3 cái. Trời ơi. Chị Nguyễn Thanh Hoa có A. Để quá. A2, A1 với 5 hết. A3 giùm em nhá. A3 giùm em này. Chị Dung Phạm có A2. A3 em có 3 cái. Em chia cho chị con váy hoa này luôn, 60.000 hàng của Bon đấy. A3 giùm em hàng thiết kế Bon luôn. 54-55 cân đổ về cho em A3 nhá. Với giá là 60.000 A3. Chị nào lấy A3 thì mình chốt A3 cho em 60.000. A3 giùm em 60.000. Chị Phương Thảo Nguyễn có A2. 25.000 thôi. A3 60.000, xe hết mọi người luôn. Đặt quần áo mà không thấy gọi điện chốt đơn. Nhà em chẳng có bao giờ có cái chuyện mà không gọi điện chốt đơn. Thứ nhất là mình cho sai số. Thứ hai là gọi điện mình không êm ánh thôi. Không có chuyện mà nhà em không gọi điện chốt đơn nhá chị ơi. Bán hàng mà không gọi điện chốt đơn thì bán làm gì đó chị, đúng không ạ? Mình cứ bảo là không gọi điện chốt đơn trong khi mình gọi điện, nhà em gọi điện cháy máy mình có nghe máy bao giờ đâu. Mà bảo là không gọi điện chốt đơn. Chị nào bảo không gọi điện chốt đơn nhá, chị inbox ở đây luôn giúp em nào, cho cái số đi. Nhiều chị á, rất là buồn cười. Hôm nay ý, ví dụ là 60.000. Hôm nay ví dụ là nhà em chưa gọi kịp. Đấy ngày mai gọi chẳng hạn. Thì chưa gọi kịp thì mình ngày mai gọi cho các chị đúng không? Đấy là nhà em thiếu sót, nhà em chưa gọi kịp cho các bác. Thế ngày mai gọi điện lại bảo em ơi, hàng bị ế à? Bị ế rồi mới gọi cho chị à? Trong khi hôm trước gọi thì chị không nghe máy. Đấy nhiều trường hợp nó rất là ái oan các chị ơi. Biết kêu với ai mà các chị lại bảo lên đây là không gọi điện. Nhiều bác lại còn bảo gọi điện chậm một tí thôi. Em ơi, không chốt đơn à? Trong khi gọi nhá, nhà em hôm trước là gọi cho các chị rồi. Không nghe máy, đến hôm sau gọi lại. Lại bảo là em ơi, nhà em bị ế cái mẫu đấy mới gọi cho các chị à? Xin thưa, nhà em không ế mẫu nào, được chưa ạ? Mình không lấy thì mình bảo là chị, em ơi chị không lấy, chị mua rồi hay sao? Lại bảo hàng em bị ế rồi em mới gọi cho chị à? Nó cái câu rất là mất tích cảm luôn. Được chưa ạ? Rồi mình lên luôn cho em này là A5 giúp em nhá mọi người nhá, xinh chưa? A5 vào kèm số điện thoại luôn giúp em. Chiều nay em nay về em. Sáng mai em gọi sớm luôn. Được chưa? Các chị lên cho máy là A5 cho em nhá. Váy này em cũng sale các chị với giá là 60.000 luôn. Mã số cho em là A5 giúp em con váy này này. A5 hôm nay em thấy chị ấy, chị mới bảo cho em mà em tức cả máu các chị ạ. Mai các bạn chưa bao đi giờ rồi, chưa bao giờ mà em phải nghe cái câu đấy luôn. Mai các bạn đi làm em báo các bạn gọi luôn cho mình cái gì. Rồi sang những cái con váy này này. A6 luôn giúp em nhá. 60.000 mà A6. Rất là buồn cười. Có A5. Đây. Trần Thanh Thảo có A5. Hàng này là thiết kế của Bon luôn cho em. Được chưa? Mã số cho em là A7 ạ. Nhà em rất là dễ với khách hàng. Khách hàng là thượng đế. Có khi khách hàng là cha mẹ của mình luôn. Phục vụ các chị tận nơi. Mà các chị đặt hàng mình không nghe máy. Rồi mình cứ lên bảo là em ơi nhà em không chốt đơn à. Mã số này cho em là A7 cho em nhá mọi người nhá. 50.000 đồng đi. A7 50.000. Chị nào lấy A7 thì mình chốt A7 giùm em 50k. Em sale chị 50.000 thôi. Hàng có Bon đấy. A7 cho em nhá, 50.000. Chị nào lấy A7 mình chốt A7 cho em. Cái này có 4 cái thôi. Cái này em chỉ có 4 cái. Bác nào lấy A7 thì mình chốt A7 cho em 50.000. Đẹp chưa? Sang xịn mịn đẹp quá đẹp luôn các chị ơi. Nhìn này, 53, 54 cân đổi về cho em vô tư mã này. Đợi cho hàng thiết kế của Bon hết. Hết hàng rồi ạ. Tất cả đều là hàng thiết kế của Bon cho em như này. Phúc Dương của A7. A7 dùm em 50.000. Đố đi đâu mà mua được cái váy này 50.000. Đợi cho em đang bán đầu live bán tương tác. Chỉ áp dụng cho chị nào chia sẻ live stream nhá. A7 giúp em. Trời ơi nó quá là đẹp luôn các chị ạ. Con này này. Toàn hàng thiết kế của Bon thôi. Ui dồi ôi. Hôm trước đang bán trăm mấy, 120, 130. Mã này mình lên luôn cho em này là A6 giúp em. Đúng rồi ạ, không được đặt tên sẽ không có đơn nhé mọi người nhé. Vâng, ok chị, được kiểm tra hàng trước khi nhận cho em. A8 có màu đỏ và màu xanh, 50.000 luôn đi. Mã số cho em là A8, 50.000. A8 giùm em 50k. Bác nào lấy A8 thì mình chốt A8 cho em 50.000. Em ơi xinh dã man luôn ý. Hàng của Bon hết đấy, thiết kế của Bon này. Các chị cứ nhìn mắt là mình biết rồi, hàng như nào. Em thông tin ngay vừa luôn cho các bác của em bên luôn. Em không còn hàng ạ. A8 giúp em nhá, có xanh và có đỏ. 54 cân đổ về, 50.000 luôn. Mã số cho em là A8, 50.000. Kia hết rồi các bác của em đi. A8 giùm em 50.000. Bán tống, bán tháo, bán lỗ, bán chạy. Thanh qua A8 thì bên em hết A8 ạ.
Con áo này con áo gì đây? Con này có 3 cái. Ở đây ở đâu đây? Còn một gì không? Rồi, mã A8 đây mọi người này. Tri ân con áo này cho các chị luôn, 60-65 cân đổ về. A9 con áo này nhá, kỷ niệm các chị 25.000 mã A9. A9 dùm em 25.000. A9 dùm em 25k. Bác nào lấy A9 thì mình chốt A9 cho em nhá, 25.000 đồng. Nhớ là chia sẻ live stream, nhớ là chia sẻ live stream cho em nhá. Rồi chị Phương Nam ơi, để ngày mai vấn đề của chị cho em xin số đi. Ngày mai bên em sẽ báo nhân viên gọi ngay lập tức cho chị lúc 8 giờ hoặc 8 rưỡi gì đấy. Em sẽ gọi ngay luôn cho mọi người nhá. Được chưa? A9 giúp em sẽ có màu vàng. Màu vàng và màu hồng. Nói chung màu nào rất là đẹp. Cái này không chọn màu đi. 25.000 một con áo phông đẹp như thế này. A9 giúp em 25.000 nhá. A1 nhất rồi. Ok chưa? Chị Phương Nam với A9 ạ. Chị Trọng Yến Nhi với A9. Ui cái bộ này dã man, con này có ít thôi. Các chị nhanh, ui rồi ôi. Ui cha. Nhìn cái bộ đồ này kiểu của A9. Dã man chưa, 60 cân đổ về cho em các chị ơi. Ui rồi ôi, vu xì theo này. Mã số cho em là A10. Em sẽ bán tri ân đầu like cho mọi người bộ này 69.000. Mã số cho em là A10. Em mới nhận được hàng rồi, đẹp lắm. Em cảm ơn chị Thế Hồng. Mã này mình lên luôn cho em là A10. Các chị nhận được hàng nhớ cho em xin một lời phản hồi nhá. Các bác đẹp nhá. A10 dùm em 69.000 bộ quần ngố. Rẻ dã man, 60-65 cân đổ về vô tư cho em bộ này. Khủng khiếp chưa các chị ơi? A9 bên em hết hàng. Ui, đỉnh chưa? 69.000 đồng. 900 kiều của A10. 900 kiều. Chị Phạm Thị Thu của A10. Chị Phạm Thị Thu. A10 giúp em 69.000 một bộ đẹp như thế này. 60 cân đổ về vô tư. Ok. Bác nào lấy A10 thì cứ lên đúng mã cho em A10 cho em nhé. Ok. Chị Nguyễn Thúy có A10. Chị Nguyễn Thúy A10 này. Tuyết Trinh có A10. Chị Tuyết Trinh A10 này. Còn 2 bộ nữa. Ok. Hết A10 luôn này. Con váy này em còn 1 cái. Trần Thanh Thảo có A10. 60.000. Các chị lên cho em là váy xanh. Váy xanh dùm em nhá, 60k, 55 cân đổ về. Váy xanh 60.000. Ai lấy váy xanh thì mình chốt váy xanh nghe em, 60k. Váy xanh 60.000. Chị nào lấy váy xanh thì mình chốt váy xanh nghe em nhá, 60.000. 60k mã váy xanh. Ui. Ai lấy váy xanh thì mình chốt váy xanh dùm em, 60.000. Ui, dã man các chị ơi, ui khẩn cấp này. Em ơi, sang xịn mịn, ui đẹp quá. Các chị ơi, A11 ngay vừa luôn cho em bộ này. Trời đất ơi, 69.000 bộ đồ như thế này luôn. 60 cân đổ về cho em, A11 giúp em bộ này. Em bao đẹp và bao xịn sò các bác luôn. Bác nào lấy bộ này mình lên luôn cho em hãy là A11 cho em. Với giá là 69.000. Em hay A10 hả? Bộ này đẳng cấp, thực sự bộ này người ta đang bán buôn ở ngoài chợ là hàng 12. Em bán cho các chị 69.000. 100 kiều có 11. 100 kiều này. A11 và kèm số cho em nhá, 69.000. Eo đẹp quá, thực sự nó quá là đỉnh đó chị ạ. Mua một năm rưỡi năm nay phản hồi nhiều lắm rồi em ơi. Em ơi, với chị Trinh Phạm có 11. Chị Trinh Phạm Nga Lumi có 11. Ok. Đẹp quá. Chị Huế Nguyễn có 11. Chị Huế Nguyễn. Cảnh Hà có 11. Chị Cảnh Hà. Thúy Duyên có 11. Ok. A11 và kèm số cho em là ok nhá. Ui. Có 11. Eo ơi, cái bộ đát này. Ui đỉnh quá. Bộ này em không có về thêm nữa. Ui các chị ơi. Chị Kiều Nga có 11. Eo cái bộ đắt. Có 11. Bộ đắt theo luôn, dã man chưa. Ui màu đỏ các chị này. 60 cân đổ về cho em mã này. Ui cái bộ đắt này em các chị ơi. A12 và kèm số cho em ạ. 75.000 một bộ. 60 cân đổ về các chị ơi. 75.000 Adidas theo. Ui các chị ơi, A12 khẩn cấp luôn cho em. Với giá là 75.000 cái bộ đồ này. Hôm trước em nhập vào bộ này á, bán là 115.000, 115 hay là 120 gì đấy. Hôm nay em bán tặng các chị 75.000 theo nhá, quần theo. Chị Lê Quỳnh có 12. A12 cho em. Bằng Lâm Tín có okay. 12. 75.000. 75.000 A12. Quá đẹp luôn. Trinh Phạm có 12. Ok. Chị Hạnh có 42. Đẳng cấp cái bộ này luôn cho em 75.000. Bên em có thấy chị Nhà Lê ạ. Ui đẹp quá. Chị Hải Tuấn có 12. Ok. Chị
bình tròn có 12. 75.000 một bộ cho em nhá. 75.000 có 12. A lấy A 12 vậy các chị phải chốt ngay và luôn. Cho chị cái mã áo kiểu màu có con màu đây này, màu vàng, màu trắng, màu hồng. A 12 và kèm số cho em với giá là 75.000. Có tin em có lên quần bom dài. Đẹp quá, 75.000 một bộ đồ thêu đó. Chữ thêu hoàn toàn cho em, 60 cân đổ về. Chị nào lấy A12 thì mình cố lên đúng mã cho là A12 cho em. Bộ chân canh em có bán luôn. A12 và kèm số cho em 75.000 một bộ đồ như này. À chị không tin đâu, về Ninh mình Hoàng có 12. Mình kiểm tra hàng trước khi nhận cho em là mình biết. Mình có 12. Eo nó đẹp dã man. Tấn Nguyễn có 12. Nó đẹp kinh khủng khiếp luôn. Thanh Hoa có 12. Ok. Chị Hằng có 12. Không, cho chị áo chị trước cũng được. Xem áo chị có phải không? Có 12. Nó đẹp thực sự các chị ạ. Thái Khang có 12. 75.000 một bộ đồ phê chưa? Hàng thì em bộ em áo em mặc là hàng cao cấp đấy. Có 12. Không cho áo chị mặc trước đi, sao tiện thế mà. A12 và kèm số cho em. Với giá là bao nhiêu ạ? Với giá chỉ có là 75.000 chứ. 75.000 cái bộ đồ như này theo Adidas xịn sò vô đối. 40 cân đổ lên, 60 65 cân đổ về vô tư cho em bộ này. Bác nào lấy A12 thì cứ lên đúng mã cho là A12 cho em là được. Với giá là 75.000, 75.000 cho em nhá. Cứ lên đúng mã cho em là có đơn. Cứ lên đúng mã cho em là có đơn nhá mọi người nhá. 75.000 A12. Ngọc Diệp Đỗ có 12. Trời ơi, 75.000 A12. Cái Nga Bùi có 12. Ok. Bác nào lấy 12 thì mình cứ lên đúng mã cho em là được. 12. 75k nhá. 75.000. Kim Trường có 12. Lên áo của em đang mặc này. Thì Lan Trinh Nguyễn có 12. Ê ơi, xịn sò chưa? Áo em mặc nó xịn sò lắm. Áo này nó vô cùng xịn sò, sẽ có màu hồng và cái này là màu kem, 2 size XM. Hàng này ở ngoài chợ, ơ cái điện thoại gì đâu nhờ? Anh ơi cái điện thoại em đâu? Áo em mặc các chị lên cho mãi là A13 đi. Hàng này là siêu cấp luôn cho em. Có màu hồng và có màu kem, có 2 size S và size M. Size S là mình dưới 52 cân như em đang mặc. Size M là mình dưới 54 cân đổ về cho em. Mã này mình gửi lên đúng mã này cho là A13. Thì Châu Nguyễn có 12. Anh ơi! Anh Hùng ơi! Áo này người ta đang bán buôn ở ngoài chợ là hàng 160 đến 170.000 tùy từng nhà. Các chị ra shop mua là hàng 220. Và em sẽ bán trên cho các chị với giá là 139.000. Có S và có M. Hai màu em đang mặc là màu hồng và màu kem. Trời ơi các chị ơi, cái này thả muông đẹp lắm. Cái này các chị mặc thả muông thì đẹp hơn là mình mặc sơ vin á. Tại vì nó đẹp nhất là cái phần zig zag. Đấy, có cái zig zag như này. Mã này mình cứ lên đúng mã này cho là A13 cho em. 139.000. Hai size S và size M, có màu hồng và có màu kem. Mình thích màu nào mình cứ lên đúng mã cho em, mã này là A13. Trời ơi, vải này là vải đẹp cho em, có thì kem. Thì có màu hồng. Có kem và có hồng. Ân Thiên thì lấy 13. Trời đất ơi, à? Đừng sơ vin nữa chị ơi, nên thả. Này, đẹp chưa cái dáng của nó này. Em ơi, nó xịn sò một cách dã man luôn, với giá là 139.000 hàng cao cấp. Hàng này ở ngoài chợ người ta đang buôn là hàng 16, 17 gì đấy. Các chị ra shop mua là hàng 200 mấy gì đấy. Nhưng mà mã này em bảo tặng các chị có 139.000 một áo. Chuẩn hàng cao cấp cho em, size hoàn tiền. Các chị nhìn cái chất gen hộ em. Mình nhìn cái chất gen hộ em nhá. 139.000, mã số cho em là A13 và kèm size S và M. Thì Kim Phụng Thái Thị có 12. A13 và kèm số cho em nhá. Xinh chưa? 139.000 một áo, chị xinh đất ngây. 12 màu gì ạ? Chị nào lấy A13 thì cứ lên đúng mã này cho là A13 cho em, phần gen nó đẹp nhờ. 139.000 một áo, xinh nhờ. Đây, hồng đây. Kem đây, kem đây. 54 cân mặc size M cho em nhé chị. S là mình dưới 52. Như em đang mặc và M là mình dưới 54 cân đổ về cho em. Được chưa? Bác nào lấy A13 bình thường là A13 cho em. Với giá là 139.000, cái này là hàng cao cấp. Chị nào mà mình thích mua hàng cao cấp thì mình chốt cho em mã này. 139k. 139.000 một áo. Cứ lên đúng mã cho là ok. Móc dần cho chị kéo kia. Bác nào lấy A13 thì mình chốt A13 cho em. Áo gió em vẫn đang còn. Áo gió em vẫn đang còn nhá. Chị nào lấy A13 thì cứ lên đúng mã cho là được. Đằng sau có đỉnh cúc này. Em ơi cái chất này nó rất là sướng. Nhìn cái chất gen mà nó mê các chị ạ. Nhìn này. Các chị nhận được áo gió bên nhà em chưa? Bác nào lấy A13 thì mình chốt A13 cho em. Tay bồng nhẹ nhàng, mặc thướt tha. Riêng cái dáng này thì vô cùng xinh rồi. Các chị mặc thả buông thì đẹp hơn, hot girl đấy. Người ta vẫn đang bán là 260. Đang bán 260, 270 bình thường. Những cái hàng như thế này người ta vẫn đang bán là hàng 260, 270. Em bán trên cho các chị với giá chỉ có là 139.000 hàng cao cấp. Mã số trên là A13 và kèm màu. Có kem và có hồng. Mình thích màu nào thì mình comment màu đấy giúp em. Có kem và có hồng giúp em nhá. A13, 139.000. Mình lấy màu nào mình cứ lên đúng mã trên là được. Xinh lắm. Màu hồng à? Áo này rất là xinh. Xinh ơi là xinh luôn này. Có size S và size M.
chị nào lấy A13 thì mình cứ lên đúng mã cho là A13 trên là đường nhá. Chị chốt 13 đây. Kèm màu kèm size. Cho chị kéo này nhá. Lấy thêm một cái móc nữa. Móc đây là bỏ cái đây rồi. Sang em một mã này này. Sang em một mã kiểu thần thánh. Áo này ở ngoài chợ ấy, người ta đang bán buôn là hàng 12. Đang bán buôn là hàng 120. Màu bỏ có 13 sợi màu hồng. Chị nào mà không nhanh tay là hết hàng đấy. Chị Phùng Thảo Nguyên có 13 màu hồng. Anh đi chở xe à? Thế gì đâu ấy? Thôi đi chở xe đi. Mã này mình lên luôn cho em là A14 giúp em áo này. Không lấy là hối hận của các chị. Áo này mình từ 40 cân đổ lên cho em. Không vừa áo 13 đâu ạ. À 40 cân đổ lên. 60 cân đổ về. Chị nào lấy mã này thì mình chốt cho em mã này. Mã này mình lên luôn cho em là A14 giúp em này. Có trắng này, có hồng và có vàng. Xinh lắm. Mã này vô cùng xinh. Và áo này em sẽ bán trên mọi người. Áo này mình cứ dưới 58, 60 cân đổ về cho em dáng baby doll. Size F và size M nhưng em sẽ không rớt size. A14 giùm em 89.000. Hàng này người ta đang bán mua là 120. Được chưa? Có hồng này, có trắng này, có vàng xinh chưa? A14 và kèm số cho em 58 cân đổ về cho em vô tư 89.000 một áo. 89.000 hàng thiết kế cao cấp. Bác nào đấy A14 thì mình chốt A14 và kèm màu. Em có độ tầm có màu hồng. Mấy chục cái thôi. Cái này có mấy chục cái thôi. Hồng này, xinh chưa? Hồng này, trắng này, vàng này. 89.000 A14. Quá sang. Lên đúng mã trên là đường nhá. 89.000 để anh đủ đủ màu. Ok. Chị Ân Thiên có màu vàng. Ok. Chị Thu Thanh đã 14 màu gì ạ? Trời ơi, 89.000 cho em nhá. Chị Thu Thanh có màu vàng. Đấy, bác nào lấy màu nào mình cứ lên đúng mã cho là ok. Form từ 40 cân đổ lên 58 cân đổ về, sang chấm. Cánh Hà có 14 màu trắng. A14 và kèm số cho em. Đàn Thùy Ngân có màu 14 màu hồng. Áo em mặc màu 39 xinh nhỉ. Giang Phạm có 14 màu hồng. Em ơi nhìn cái đường gen Nga của nó này. Có vàng trắng. Dã man chưa, nhìn cái đường gen của em này. Phê chưa. 89.000 A14 các chị thấy phê chưa, màu vàng này. Em ơi sang nhỉ. Em ơi cái con áo này ở ngoài các chị nhận hàng, các chị mới sướng, mới mê luôn. 89.000 một cái áo A14 và kèm màu giúp em. Mình nên nhớ cái này em có size và size M đấy, nhưng mà em không chốt size đâu. Tại vì bây giờ những cái form như thế hầu như nó đều size M. Chị em mình có dưới độ tầm 58, 57, 58 cân đổi cho em vô tư mã này. Em đảm bảo mã này ở ngoài không ai có. Đây này, các chị xem cho em cái điện thoại đâu nhỉ? Cho chị mở cái điện thoại cho chị ấy. Anh ơi đưa cái điện thoại đây. Em cho các chị xem đúng áo này người ta đang mua là 120.000 nên không được sai. Đưa cái điện thoại đây. Cái điện thoại người ta cứ cầm đi đâu. Thảm xin có màu trắng. Anh Hùng ơi. Anh Hùng. Có màu hồng. Chị Minh Thắng có màu hồng. Ra kêu được cách. A14 luôn giúp em cho các chị xem này. Con người gì mà cất điện thoại. Chị Minh Toàn có 14 màu hồng. Không. Chị Bích Duyên có 14 màu hồng, 13 màu hồng ạ. Đây này các chị này, em cho mọi người xem nhá. Chị Ngọc có 14 màu hồng. Đây nè. Áo người ta đang bán buôn là hàng 120. Em bán cho các chị bằng giá buôn nhá. Áo em đang mặc này. Đây. Áo em đang mặc người ta bán buôn 150.000 này. 150.000 ra bán buôn nhá. Bán cho các shop ấy. Được chưa? Còn bây giờ áo em bán cho các chị 89.000 này. Là người ta đang bán buôn. Hàng này là hàng 12. Không nói điều các chị nửa lời. Mặc lên xinh lắm. Trời ơi em có áp ảnh rồi đấy. Mặc con này lên thì siêu xinh. Đây được em một téo. Em sẽ đưa màu cho các chị này. Xinh lắm. Em chưa thấy cái mã nào mà đẹp như này. Em phải gọi là nài người ta gọi là nài người ta gọi là bao nhiêu nhỉ. Nhẵn cả hơi tai luôn các chị ơi. Nhìn này. Đây để em cho các chị xem này. Đây hàng này người ta vẫn đang bán buôn là hàng 12 mà. Chẳng qua là cái này đây. Em mua được số lượng đây. Xinh chưa? Này đang bán buôn này. Buôn 120.000 size SM này đấy. Chị nào xem là mình biết xinh chưa? Đây các bác thấy không? Màu hồng này, màu trắng này. Hot girl luôn nhá. Hàng hot girl luôn đấy các chị không? Xinh chưa? Có 89.000 đồng mã này. Không mua mã này thì các chị mua mã nào? Này. Mặc được bất kỳ loại dáng cho em nhá. Đây buôn 120.000 khách nha. Đấy, thấy 120 cho các chị. Mà em bán cho các chị 89.000. Hàng y xì nhà đấy luôn nhá. Đây, dáng baby doll cho em. Đây, màu hồng này. Màu vàng này, được chưa?
Bát nào đấy A14 thì mình dối lên đúng mã cho là ok. 89.000 áo này. Bao sang, bao xịn, bao đẹp. 58 cân đổi về vô tư. Em phải để lại một ém này, em mặc xinh lắm. Các chị nhìn cái gen người ta làm rất là cầu kỳ này. Gen cổ áo cho mọi người này, màu trắng này, màu vàng thì cái cổ màu vàng cho em này, xinh chưa? Em bỏ có 89.000 mã này. Bác nào không mua là sai lầm đấy. Form nó đẹp lắm, mặc lên bao xinh. Mình đưa lên đúng mã sẽ là A14 cho em. 89.000. 89.000 một áo, form đẹp, chất đẹp, dáng đẹp, đảm bảo mọi người nhận hàng chỉ có ngất ngây. Lê Quỳnh có màu trắng. Riêng cái mã này các chị nhận hàng chỉ có ngất ngây luôn cho em. Được chưa? Màu nào cũng rất là xinh hả? Màu nào lên cũng rất là xinh luôn cho em nhá. 89.000 màu nào cũng xinh. Nói chung chị nào mà gầy tí á, mình mặc màu trắng cho em đi. Màu trắng tinh thôi, nhẹ nhàng, tinh khiết. Chị Trần Yến Nhi chị lấy 14 màu gì chị nào lấy 14 màu nào mình comment màu đấy giùm em. 89.000 nhá. Trắng này, hết hồng đúng không? Hồng em còn ít, còn chị vàng. Chị Lâm có màu vàng. Và hồng nói chung mã này xinh lắm. Mã này cực kỳ xinh. Đây là siêu xinh cái mã này ấy. Cho chị lấy thắng vàng hồng. Nên lấy đi chị ơi, chưa bao giờ một cái mã nào đẹp như mã này đâu. Đấy chị em cho các chị dơ ảnh luôn mà. Hàng người ta vẫn đang buôn 120 đấy. Đến tay các chị về 150.000. Mua nhà em có 90.000 cái áo đẹp nhờ người ngợi. A14 luôn giúp em là ok. 90.000 nhá, 89.000. Em thích số lẻ, em không thích số chặn. 89.000 A14. Bác nào là A14 mình cứ chốt cho em trắng này. Nói chung màu nào cũng rất là xinh. Cái dáng này đẹp lắm. Dáng này thì đẹp vô tư rồi. Trắng này, vàng này. Chị Tâm xíu có màu hồng là mình nhận hết màu hồng ạ. Hết hồng nhá. Bây giờ em hết hồng luôn này. Tâm xíu không có màu hồng ạ. Hết hồng rồi nhá mọi người nhá. Em hết màu hồng, bây giờ còn màu trắng và màu vàng. Trắng còn có mấy cái, chị nào mà không nhanh thì còn mỗi màu trắng thôi. Ok chưa? A14 cho em là ok, còn mấy cái vàng thôi. Màu hồng bên em hết hàng. Bây giờ còn trắng và vàng thôi. A14 qua bạn đi. Bạn nào lấy A14 thì cứ lên đúng mã cho là ok. Đẹp lắm luôn ý. Ui cái bộ đắt xanh này. Cái bộ đắt xanh này quá sang ấy chị ơi. Lên luôn cái mã này nhá. Ui A15 đi. 75.000 bộ này A15. Ok, set canh mặc em sẽ lên luôn hai màu đúng không? Cho chị set thấy hai màu đi. A15 giúp em nhá. 75.000 bộ thêu, bộ màu xanh Adidas thêu này. Chị Phương Quỳnh chị lấy 14 màu gì ạ? Đẹp quá. A15 cho em. Không có hồng ạ. 75.000. 60 cân đổ về. Bác nào lấy A15 thì mình chốt A15 cho em nhá. Với giá là A15 ở kèm số cho em. Với giá siêu hạt rẻ luôn. 75.000 một bộ A15, bộ màu xanh. 60 cân đổ về. Bác nào lấy A15 thì mình chốt A15 cho em nhé. Với giá là 75.000, 60 cân đổ về vô tư. Ai lấy A15 thì bình luận cho em mã này là A15 giúp em. Với giá là 75.000 bộ này. Chị không biết không có hồng à. Theo logo đầy đủ xịn sò. Được chưa? Ai lấy A15 thì mình chốt A15 cho em nhé. Adidas theo, không bao giờ Adidas hết hot. Mùa nào, năm nào cũng hot hòn hòn luôn những cái mã như này. Chị nào lấy A15 thì mình chốt A15 cho em nhé. Với giá là 75.000 một bộ. 75.000 theo logo đầy đủ cho em Adidas theo đấy. Chữ này cho em là chữ theo không phải hàng in được chứ. Bộ này người ta đang bán buôn ở ngoài chợ là hàng 100. Chữ Adidas theo xịn sò cho em như này. Bác nào lấy A15 thì mình chốt A15 luôn giúp em. Với giá là 75.000 một bộ. Chất đẹp vô đối. Chị nào lấy A15 bình luận là A15 cho em nhé. 14 em hết màu hồng rồi. Sang cho em mã này là A15 và kèm số cho em bộ màu xanh này. Sang xịn mịn luôn. Chị Tâm xíu không có hồng luôn nhé. Các bác cứ lên đúng mã này cho em là A15 giúp em là được. Nếu mà chị nào xả ra thì ngày mai bên em sẽ lấy cho mọi người. Ở chặn theo, chữ này là chữ theo cho em bộ màu xanh. Sang xịn mịn luôn. Ai lấy A15 thì mình lên đúng mã này cho em là A15 giúp em nhá. 75.000. 75.000 bộ này mình đi tập, mình đi chơi các thứ đều rất là ok luôn. Chị nào lấy A15 thì cứ lên đúng mã này cho em là được nha. 75.000 đồng. Chị có thấy Khang có 15. Đẹp lắm, cái chất của nó này. 60-65 cân đổ về vô tư cho em nhá. Ai lấy A15 thì cứ lên đúng mã cho em là A15 giúp em là ok. Với giá là 75.000. Chị Phương Quỳnh có màu vàng. 75.000 cho em nhá. Sang cái set anh đang mặc nè. Các bác lên cho em mã này là A16. Set này em sẽ chia cho các chị với giá chỉ có 119.000 thôi. Có màu này là màu hồng. Màu này các chị chốt cho em là màu vàng. A16 giúp em. Hồng có 15. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về. Dáng suông nhá. Chân váy, cái này là chân váy có quần ở bên trong. Mã này mình gửi lên đúng mã này cho em là A16 giúp em. Có màu này là Châu màu có 15. Màu hồng, màu này là màu vàng. Màu hồng bên em hết rồi ạ. Màu hồng và màu vàng cho em. Nguyễn Thị Hồng Linh có 15. Chị Như Hoa Trần có 15. Chị Sâu Heo có 15. Mã này các chị lên cho em mã này là A16 cho em nhá. 119.000 một set. 60 cân đổ về cho em. Được chưa? 2 size SM.
Nhưng cái này em chốt một size đi, tại vì nó rất là dễ mặc. Mình có dưới 60 cân đủ với trên là vô tư. A16 em đang cầm là màu vàng. Cái thì có 15. Em đang cầm là màu hồng và canh đặc mặc là màu vàng cho em. Với giá là 119.000 một set, set thể thao cho em. Bác nào lấy A16 thì bình luận là A16 cho em nhé. 119.000. 119.000 bộ này. Ai lấy A16 thì cứ lên đúng mã cho em, mã này là A16 giúp em. Áo em mặc các chị cứ bình luận là áo em mặc là được. Mình cứ lên đúng mã này cho em là A16 giúp em là được nhá. Với giá là 119.000 một set. 119.000 một cái set đồ như này. 40 cân thì mặc rộng không rộng lắm đâu. Cái này có quần nó có bo chun mà. Chị em mình về thắt eo đi là được. Chị em mình về chít eo eo một tí đi là ok. Có size S và size M 40 cân. Thì bên em sẽ lấy cho các chị là size S đi cho nó dễ mặc. Rồi dạ, mình lấy size nào cứ lên đúng mã cho em. Mã này là A16 giúp em và cái này là dạng chân váy có quần ở bên trong. Chân váy nhá mọi người nhá. Đây. Cái dạng của nó là dạng chân váy như thế này cho em. Cái này là chân váy chứ không phải là quần. Có quần ở bên trong luôn cho em nhá. Áo em mặc 139. Bác nào đấy thì cứ lên đúng mã này cho là A16. A16 cho là ok, xinh lắm. Ui cái dáng của nó này. Dáng mặc lên vô cùng xinh luôn. Bác nào lấy A16 thì cứ lên đúng mã này cho là A16 cho em với giá là 119.000. 119.000 một set thôi, set thời trang đấy. Xinh vô cùng luôn. Thì Thu Huyền Phạm Thị có 15. Bác nào lấy A16 thì cứ lên đúng mã này cho là A16 giúp em với giá là 119.000 một set nhá. Eo ơi, sang xịn mịn là có thật các chị ơi. Sang xịn mịn là có thật. Vừa cho em thoải mái chị ơi, vừa cái mã này thoải mái luôn cho em. Bác nào lấy A16 thì cứ lên đúng mã này cho là A16 cho em này. 119.000 sang xịn đẹp. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về. Ai lấy A16 thì các chị cứ bình luận là A16 cho em nhé. Với giá là 119k. Xe này mình có đi chơi, đi làm hay là đi đâu cũng rất là đẹp luôn. Mình có đi chơi hay đi đâu cũng rất là ok nhé. A16 luôn giúp em. Cái này có hai, cái này em có hai váy thôi. Mình sang luôn cho em, cái này là A17 cho em nhé. A17 cho em này. 60.000, 5354 cân đổ về. Bác nào lấy A17 thì chốt A17 cho em nhé. Thì lấy 16 màu gì ạ? À? A17, 60.000, áo em mặc còn mà. Bác nào lấy A17 thì chốt A17 cho em. Cái bộ này là bộ gì? A17 là kèm số cho em nhé. Bộ này từ lâu lắm rồi các chị ạ. 60 cân đổ về cho em này. Mã này mình lên luôn cho em, mã này là A18 đi. A18 giúp em bộ này nhá. Em kỷ niệm các chị với giá là 50.000. 50.000 thôi. A18 60 cân đổ về này. 50k có duy nhất màu đỏ. Tri ân các chị với giá là 50.000. Mã này mình cứ lên đúng mã này cho em là A20 giúp em. 50.000 nhá, quần dài. Đẹp chưa? Quần dài Balenciaga, quần dài 60 cân đổ về vô tư. Ai lấy A20 thì mình chốt A20 cho em. 50.000. 50.000 giùm em nhá. A20 và kèm số cho em với giá là 50k. Áo em mặc 139.000. Sang cho em mã này là A20, bộ Balenciaga, quần dài, 50.000. A20, chị Giang chúc ơi, chị lấy A18 màu gì? Áo em đang mặc 139, có cả màu kem nữa. A20 giúp em nhé, 50.000. Y Phan Ngọc có 20. Chị Trâm Kiều lấy màu gì chị ơi? Thương Hiền có, các chị chốt kiểu màu riêng đấy ạ. Cho chị Thu Thủy màu hồng đi. Ok, chị Thu Thủy màu hồng này. A20 giúp em nhé. 50.000 bộ này đi. A20. 50.000. Giang Nguyễn Trúc có 20. Thôi áo nắng à. Nga Coco có 20. Cái này là áo nắng này. Áo nắng thô nhá, có mũ kèm theo khẩu trang này. Em xả cho chị với giá là 30.000. Các chị lên đâu cho em mã này là A21 cho chị Linh Hao một áo chị mặc đi. A21 giùm em này, 30.000 áo nắng nhá. Có tím này. Trần Hương Hiền có 18. Có xanh chuối này. Thì Trâm Kiều có 18. Và có màu xám. A21 30.000. Chị nào lấy A21? Ở bên bếp đấy, Linh Hau ấy. Bếp chính. A21 giúp em. 30.000 nhá. A21 và kèm màu 30.000 đi. Tím này. Tím, xám, xanh. A21. Chị nào lấy A21 thì mình chốt A21 cho em nhá. 30.000. A21 cho em là được, 30.000 áo nắng nhé. Eo này là hàng thô đấy. Cái này là hàng thô cho em nhé, 30.000. Xả hết cho các chị này, A21 30.000. Chị nào lấy A21 mình chốt A21 nha. 30k kèm theo khẩu trang luôn. Chị Giang Nguyễn Trúc có 21. Y Phan Ngọc có 21. Hàng
20 50 nghìn. Có 21. Đây này. Anh Huyền có 21. Cái áo này em bán tặng cho chị luôn đi này. Em bán tặng cho chị áo này luôn nhá. Trâm Kiều 54 cân đổ về. Nói chung nó có nhiều màu hoa lắm. Sang cho em áo này là A22. Em chuyên cho chị áo này luôn. A22 cho em nhá. Chị Yến Nhi có, chị Yến Phi có bạn 21. A22 giúp em là không chọn màu đâu này. A22 giúp em là không chọn màu. Tại vì cái này em sale các chị 20 nghìn thôi. A22 và kèm số cho em nhé, 20 nghìn. Áo này thì tầm 53-54 cân đổ về. 20 nghìn A22. Chị nào lấy A22 thì chốt A22 cho em nhé. 20 nghìn này. Sang xịn mịn đẹp luôn. Được cho áo em mà có cả màu kem nữa. Đây nó có rất là nhiều hoa, lưu ý là em không chọn hoa ở đâu. Cái nào cũng rất là xinh, 20 nghìn thôi. Cái này mình vừa làm 52-53 cân đổ về cho em vô tư nhé. A22 giúp em 20 nghìn áo kèm tiên. A22 giúp em nhá, 20 nghìn. Về các chị vừa mặc vừa chơi chơi. Mình mặc ở nhà, mình mặc đi chơi đâu cũng được luôn. Mình kết hợp với chân váy cho em là ok. 20 nghìn A22. Chị nào lấy A22 mình chốt cho em cái này là A22 cho em nhá. 20 nghìn thôi. 20 nghìn A22. Áo này thì hôm nào bán hàng không lông côm. Chị Nguyễn Thi có 22. Chị Thanh Hà có 22. Chị Tường Vi có 22. Chị Thu Hiền Phạm Thị có 22. Trời ơi, sơ mi đó chị này. Sơ mi mà này nó nhiều màu lắm. Nhiều màu dã man. Có 22. Này, sơ mi này hôm trước không có để bán luôn ấy. Sơ mi có 22. Sơ mi này mình có dưới 55 cân đổ với trên. Hai bên nhân hết hàng rồi. Và em sẽ chuyên cho các chị mã này với giá là 39.000 A23. 39.000 của em nó có rất là nhiều màu nhá. Có thể là màu vàng này, màu kem. Cái này em không chọn màu đâu, bì o các thứ này. Chị nào ôm thì mình chốt thôi. 55 cân đổ về cho em, nói chung màu nào mặc lên rất là xinh. 39.000. Em vừa bán vừa tặng vừa biếu các chị đây. Hàng này đúng em nhập vào em không nói sai 50.000. Nhập vào là 50 hay 60.000 gì đấy. Cái lúc mà nó đang hot ý. Áo em mặc là 139 nhá. Mình cứ lên đúng mã này cho là A23 giúp em. Em bán chưa cho các chị với giá là 39.000 một cái con sơ mi. Mình đi làm, mình đi chơi, mình đi đâu, mình đi bất kỳ đâu đều ok. Riêng những cái mã sơ mi lụa như này 55 cân đổ với cho em vô tư mã này. Các chị có lên đúng mã xem là A23 giúp em là được. 39.000 nhá. 39.000 một con sơ mi đẹp như thế này. Chị nào lấy A23 thì mình cứ lên đúng mã xem là A23 giùm em. 39.000 đồng. 39.000 cho em nhá. Mã số cho em là A23. Cái này em không chọn hình chọn mẫu được đâu. Chị nào mình ưng thì mình chốt thôi. Cái nào cũng rất là xinh, nó nhiều kiểu lắm. Bây giờ chọn làm sao được. Không phân được hết. 39.000. Có 23 đủ màu ạ. Đủ màu đủ kiểu đấy hơi nhiều nha chị. Tại vì cái này nó nhiều hình lắm. Cái này nó rất là nhiều hình. Nhiều hình dã man này. Nói chung hình nào cũng rất là đẹp đây. Vô số hình như thế này. Vô số hình như này cho em nhé. A23 luôn giúp em. Với giá là 39.000 đồng. Hình như là thế chị Thùy Trâm. Bác nào lấy A23 thì cứ lên đúng mã này cho em là A23 giúp em. Với giá là 39.000 nhá. 39.000 đồng một cái áo sơ mi như này. Cái này mình gối dưới là bao nhiêu? Dưới 56. 56 cân đổ về cho em vô tư. 56 cân đổ về cho em vô tư mã này nhá. Ai lấy A23 thì mình chốt A23 cho em. Với giá là 39.000. Cái mã này là sale mọi người 39.000 đấy. Sale các chị với giá là 39.000 đồng như giúp em. Trên Hồng Hạnh có 23. Xinh lắm. Mình đi làm, mình đi chơi các thứ đều rất ok. Tại vì áo này em bán quá nhiều nên sẽ không mặc nữa. Ok, chị ngân hàng một áo chị mặc này. A23 giúp em mọi người nhá. Với giá là 39.000 thôi. 39.000 A23. Chú Huệ có 23. Quần sóc này. À, chân váy bò. Chân váy có 23. Chị Duyên Dương có 323. Chân váy này nó hơi kiểu, nó hơi kiểu, nó hơi kiểu rách tua tua với chị nhà hàng Quảng Châu đấy. Size M em bán tặng với chị luôn. 30.000 đi. A24 giúp em chân váy bò size M nhá. 30.000. Chị An Nhiên có 23. 30.000 A24. Chị Ân với chị 30.000 thôi. Chân váy bò nó hơi rách kiểu nhỉ, nó hơi tua lua đấy. Đây này, có cả chân váy bò cả quần sóc. Chị em mình có dưới 52 cân chị em báo luôn cho em. Cả chân váy bò cả quần sóc đấy. A24 cho em nhá. 30.000. Cả chân váy. Cả chân váy cả quần, nhưng mà nói chung chị em mình có dưới 52 cân là vừa thoải mái cho em.
A24 có cả chân váy, toàn bộ là hàng 23. Đẹp. Toàn bộ là hàng đẹp, những này không phải hàng xì hàng kiện đâu nhá. Hàng này chẳng qua nó ở cái góc kia nhà em không cứ đi qua nhưng mà không để ý, nhiều hàng quá nó bị chặn vào. Em xả hôm nay em mới dọn kho em mới thấy đấy. Chị ơi đấy, đang còn tăng mắc đầy đủ cho mày, các chị lại bảo hàng xì hàng kiện thì chết em. A24 giúp em được chưa? Với giá là 30.000. Bác nào lấy A24 thì mình chốt 24 giùm em. Cái này mình có dưới 52 cân đổ với trên 24. Chân váy này có thể là chân váy, cũng có thể là quần sóc, được chưa? Bác nào lấy A24 thì mình chốt 24 cho em nhé, 30.000. A24 vào kèm số cho em. Nói chung có thể là quần, có thể là chân váy, 30.000. Chân kiểu có 24. Bộ hồng này có nhiều không? Bộ hồng này có nhiều không con? Ôi bộ này em có mấy bộ đây này. Đẹp quá, bộ này mà chị nào mà không nhanh cho chị Thùy Trang nốt đi. Ui các chị ơi, cái bộ này cho em 24 cho chị Thùy Trang đi. Trời ơi các chị ơi, A25 giúp em này, 75.000 đồng một cái bộ đồ đẹp như thế này. Eo ơi chất này. Chị nào lấy A25 mình là A25 cho em mọi người nhá, 75.000. Eo ơi sang xịn mịn. Cái này có mấy bộ thôi, màu hồng cho em này. Tàng mác dây treo xịn sò cho. Chị nào lấy A25 thì mình chốt A25 cho em nhá, 75.000 đồng. Trời ơi. Adidas theo. Ok. Thế em còn mấy bộ thôi nha. Có 3 bộ thôi. Chị nào nhanh tay thì được, chậm tay thì hết phần. Nhanh thì được, chậm là hết thôi. Nhanh thì được, chậm là hết. 25. Màu đen nó nhiều này. 24 mới đem hết hàng à? Đằng sau em là cả dây đấy. Cả một dây đen là mẫu đấy đấy. Cả một không chỗ công ấy, cả cái dây đen nó là của mẫu đấy. Lúc này chị lên bộ ngũ màu đen này chưa? Lên đúng không? Rồi ok, 60 cân đổ về cho em này. Mình lên luôn cho em, hãy là A26 giúp em nhá, 69.000 đi. Lúc nãy như em có lên rồi. A26, 69.000 quần ngố, dã man chưa? 25 màu hồng, ý là cái màu đen là một dây ở đằng sau em là một màu đen đấy, là cái mẫu đấy. A26 đây em nhá. Đặt hàng không thấy gọi điện chốt đơn. Em bảo rồi, có hai trường hợp, thứ nhất mình chốt sai số, mình vội quá mình chốt sai số, và thứ hai là mình nghe không em máy thôi, không có chuyện em không chốt đơn, được chưa? Năm bên em hết hàng rồi. Chị nào lấy mã này bình là A26 cho em bộ ngố 769.000, 69.000 A26 nhá, 60 cân đổ về vô tư. Các chị chuyển xong mã 26 cho em đấy ạ. Đây, bác nào lấy A26 thì mình chốt A26 giúp em, 69.000 bộ này. Cái này em vừa bán vừa tặng các bác đây, vừa bán vừa tặng vừa tri ân vừa kỷ niệm cho các chị mã này đấy, bình thường không có giá này đâu. Làm gì có cái bộ nào mà các chị mua có 69.000 quần ngố. A26 giúp em nhá. Diên Dương có 26. Thanh Hà có 26. Dung Phạm có 26. Cho chị mấy bộ cọc em. Ui đẹp quá. Diễm My có 26. Ui các chị ơi, màu hồng này. Yêu chưa, 60 cân đổ về vô tư. A27, áo em mặc 139. A27 dùm em, 69.000 đồng em bao giá toàn quốc cho các chị luôn. Có cách nào có cả màu đỏ nữa. A27 các chị ơi, 69.000 em ơi, màu hồng này. Được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, mình cảm thấy hàng ok, chất lượng vừa, mình lấy hàng cho em. Ok chị Ngân Hăng, màu áo cho em mặc rồi. A27 giúp em, 69.000 một bộ. Mình cảm thấy hàng ok, chất lượng mình lấy hàng. Không thì mình không thanh toán luôn giúp em, được chưa? 69.000. Ok. Màu kem này có mấy bộ em? Hả? Ui. Ui dã man. Kinh khủng khiếp. Ui các chị ơi. Ui cái bộ màu kem này. Em bị nghiện đát các chị ơi, vì đát nó quá là đẹp. Mẫu nào của nó rất là đẹp này. Hàng của nó là hàng theo logo như này cho em, 60 cân đổ về. Và em sẽ bán chiên các chị bộ này luôn cho em, 75.000. A28. Chị nào lấy A28 thì mình chốt A28 cho em nhá, 75.000. Em có khoảng độ tầm 20 bộ. Bác nào lấy A28 thì mình chốt A28 cho em, 75.000 đồng, phê cho. 60 cân đổ về vô tư cho em các chị ơi, nhìn đã chưa? Trời đất ơi, cái bộ 28 này, chị nào mà không mua là hối hận nhá. Về nhà thấy hàng xóm mình mặc đẹp quá, em bắt đầu đi mua đấy. Bác nào lấy 28 thì mình chốt 28 cho em. 75.000 cái bộ đồ như này các chị ơi, phê cho. 139.000 ạ. 60 cân đổ về cho em vô tư. 119.000 ạ. A28 giùm em nhá. 75.000 bộ thể thao Adidas hàng thêu. Nhà em không có hàng in, được chưa? Chị nào lấy 28 thì mình cứ lên đúng mã này cho là 28. Quá chị lại mặc ạ. A28. 75.000. Dã man chưa?
Cái này là cả set chị nhá, cả set giúp em. A28 có 28. Chị nào lấy 28 thì mình chốt 28 đi. Xinh lắm. Áo nhung có 28. 75.000 một bộ thôi. Không bỏ trả như thế thì em không chốt đơn đâu ạ. Áo em mặc 139 lên rồi ạ. A28 có 28. Chị nào lấy 28 thì mình chốt 28 giúp em. Chị Lan Chim Nguyễn. Các chị đặt áo em mặc cứ bình luận là áo em mặc là được. Rất là xinh. Hồng Linh có 28. 75.000 một bộ thôi nhá. A28. Bác nào lấy 28 thì mình chốt 28 đi. 6 bị cân đủ về. Anh đang lánh đơn à? Chị Sơn có 28. Anh ơi, chị Sơn Hoàng Anh có 28. Anh Huỳnh Mỹ Hạnh có 28. Trần Quế Thi 28 luôn giúp em là ok. Chị Thu Hiền giá thì có 28. Anh Hùng ơi, chị Hồ BT có 28. Chị Hoài Nhi có 28. A28 mà kèm số cho em. Anh Hùng ơi, chị Ninh Hoàng có 28. Chị nào lấy A28 thì mình chốt 28 cho em nhá. Chị Hồ Hạnh có 28. Chị Lan Chim này có 28. 75.000 đồng cho em A28. Bác nào lấy A28 cho chị một mã quần bom đi. 75.000 cho em. Em có cả 10 bộ đát của nhà chị Lan rồi mà vẫn thích. Em bảo với chị thích chị. Thực sự em vẫn nghiện bộ đát mà. Em vẫn nghiện bộ đát như ngày bình thường, như ngày mới yêu. Vẫn nghiện đến bây giờ các chị ơi. Tại vì sao mình bỏ được? Tại vì nó đang hot trên mà. Bây giờ cả chắc chắn là đồ mùa đông đều có Adidas. Tại vì nó đang quá là hot. Hot là do mình cảm thấy mình mặc ok, mình mặc lên form nó rất là đẹp. Mình thích mặc thôi. Chứ còn bình thường hãng Adidas, những cái hãng mà nổi tiếng thì không bao giờ là gọi là lỗi mốt bao giờ đúng không? Bao giờ nó cũng là xu hướng rồi, là xu thế rồi. Mình cứ thế là mình mặc theo thôi, mình không có tiền triệu mình mua hàng thật. Thì mình cứ mua hàng layout là mình mặc là ok, miễn là mình cảm thấy ok là được. Không quan trọng là mình mặc hàng bao nhiêu tiền, mà quan trọng là mình cảm thấy có ok và mình có mặc thoải mái hay không. Đúng không? Có những chị có thể bỏ ra cả tiền triệu mua đồ, vẫn có thể bỏ ra mấy chục nghìn mua đồ là bình thường. Đúng không ạ? Như chị em mình có thể dùng cái thứ này nó là đắt tiền nhưng mình vẫn cứ muốn mua. Thì đó mua vài bộ giống như là trước em bán ở cửa hàng ấy. Nhiều chị nhá, làm bác sĩ á, tháng một tháng hình như là 2-40 triệu ấy, vẫn bình thường. Em ơi, cho chị những cái này chị mặc về thay đổi. Chị mặc ở nhà, chị mặc đi chơi, chị mặc mấy hôm rồi chị lại vứt, hoặc là chị đi cho đỡ tiếc. 139.000 à. Mua những cái áo mà sách tiền 119.000 tiền triệu ấy, đến lúc đi cho, đến lúc đi cho lại tiếc đấy. A28 luôn giúp em nhá mọi người. 75.000 bộ này. Chị nào lấy A28 nữa thì cứ lên đúng mã này cho em là A28 giúp em là ok. Thanh Hà lấy áo hoa chị lấy. Với giá là 75.000 nhá. 75.000 A28. A28 và kèm số cho em 75.000. Màu đỏ này có nhiều không em? Màu đỏ này em cũng có ít thôi này. Bộ đã là 75.000 à. 75.000 nữa chị ơi. Đây. Các chị sang cái mã này nhá. Bộ đã này hình như có một còng. Em có một còng luôn như cái kia này. Ui đẹp quá các bác ơi, cái bộ đan này, eo ơi xịn sò. Màu đỏ cho em này, dã man chưa? 60 cân đổ về cho em, 75.000 A30. Chị nào lấy A30 thì mình chốt A30 cho em nhá, 75.000. Cái này mình có dưới 60 cân đổ về. Áo ra em mặc là 139. A30 giúp em. Thế em ship đồng giá 30.000 dưới 2 cân ạ. 75.000 A30 chất ship đẹp form, 60 cân đổ về cho em nhá. Màu đỏ này, viền đỏ luôn, chứng tỏ này các chị ơi. Bác nào lấy A30 thì mình chốt A30 cho em nhé. 75.000 bộ này. Sang, xịn, mịn, đẹp. Ai lấy A30 thì bình luận là A30 cho em. 75.000 đồng một bộ. 60 cân đổ về vô tư. Bác nào thích bộ này thì mình chốt cho em mã này là A30 cho em nhé. Có lửng, lúc này em lên mất rồi. Chị nào lấy A30 thì cứ lên đúng mã này cho em là A30 cho em. Với giá là 75.000 nhé. 75.000 A30 các chị ơi. Ai lấy A30 thì mình cứ lên đúng mã này cho em là A30 cho em là ok. 75.000 chất đẹp lắm. Cái form này dáng cực kỳ là đẹp. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về. Bác nào lấy A30 thì mình chốt A30 cho em nhé. 75.000 một bộ siêu hot. A30 và kèm số cho em 75.000, dáng đẹp lắm. 60 cân đổ về vô tư. Chị nào lấy A30 thì mình chốt A30 cho em nhé. 75.000. Sai cho các chị một mã quần bom này. Quần bom này mình lên luôn cho em hay là A31. MLXL cho em nhé. MLXL tương đương với size S, size M và size L của mình. Cái này là hàng Việt Nam xuất khẩu. Mã này các chị lên cho mã này là A31 giúp em. Có chị nào mà mua quần bom nhà em chưa? Hàng Việt Nam xuất khẩu nhá. Hàng này người ta đang giá niêm yết là 385.000. Em bán trên các chị 89.000. A31 giúp em 89.000 đồng này. Sang xịn mịn đẹp chưa? A31 giúp em nhá, 89.000. Bác nào lấy A31 thì mình cứ lên đúng mã này cho là A31 giúp em là ok. 89.000 một quần.
MLXL. M là mình dưới 28 ạ. M là mình dưới 53 54, L là mình dưới 56 57, và XL là các chị dưới 60 cân cho em. Không có S đâu ạ. Size bé nhất là size M nhá. A31 giúp em. Có 20. Với giá là 89.000. Hương Huyền có 20. Quần bom dài. Có 30 ạ. Có chị nào mà nhận quần được quần bom thì em chưa ạ? Các chị cho em xin một lời phản hồi nhá. Hàng này giá limit của nó là 385.000 cho chị một cái quần này. Hàng này giá limit của nó là 385.000 này, hàng Việt Nam xuất khẩu này. Đấy chị em mình nhìn cái giá hộ em nhá. Xem đúng là 385.000 này. Có 30. Đấy, người ta đang bán là 385.000 đồng này, được chưa? Em bán tặng các chị với giá là 89.000 A31. Kèm size luôn giúp em nhé mọi người nhá. 89.000 A31. Các chị chốt 31 kèm màu giúp em đấy ạ. À kèm size giúp em đấy ạ. Bác nào lấy 31 thì mình cứ lên đúng mã này cho là A31 giúp em là ok nhá. Size bé nhất là size M, MLXL và MLXL cho em. Size to nhất là mình dưới 60 cân đổ về cho em. Quần dài các chị ơi, chấm đến đầu mắt. Quần dài chấm đến đầu mắt cá luôn cho em. A31 giúp em nhá. 89.000 hàng Việt Nam xuất khẩu ạ. Vâng, mai bên em sẽ chốt đơn cho các chị luôn. Nguyên có 31. 89.000 một quần bom dài. Trời ơi. Nguyên dương có đủ size. Giá nó mặc lên đẹp lắm. Béo gầy gì đều mặc ok. Chị nào béo chị nào gầy vẫn được mặc, vẫn mặc được mã này cho em nhá. A31 giúp em. 89.000 một bộ. À 89.000 một quần. Chị Linh Phạm ạ. Bác nào lấy A31 thì mình cứ lên đúng mã cho là A31 giúp em. 89k. Dáng đẹp lắm. Chị Quốc Khanh và chị Phương Ngân. Nếu mà chị nào mà mua cái quần này nghe là biết rồi, 55 cân mà size L. Chị Quốc Khanh có size L. Nói chung là cái dáng này thì nói chung là tầm bao nhiêu tuổi các chị vẫn mặc được. An Nhiên có size L. Bao nhiêu cân mình vẫn mặc được, nghĩa là mình thích mặc size L. Rộng hay mình thích mặc chật thôi. Na Coco có XL. A31 giúp em nhá, với giá là 89.000. 89.000 một quần full size MLXL cho em là ok. MLXL cho em nhá. MLXL, mã này mình cứ lên đúng mã này cho là A31 giúp em. 89.000. Đủ size, đủ số, mình lấy size nào mình chốt size đấy giùm em. Cái cảm này rất là hot. Hot trend năm nay luôn nhá mọi người nhá. Quần hot đấy. Chị nào lấy A31 thì mình cứ lên đúng mã này cho là A31 giúp em. Hay XL thì để cho bà kia. 89.000 đồng. Mình cứ lên đúng mã này cho em là A31 giúp em là ok nhá. 89.000 một quần. Chị nào lấy A31 thì cứ lên đúng mã này cho em là được. 89.000 A31. À lấy A31 thì mình chốt A31 cho em nhá. 89.000, form rộng rãi thoải mái, áo em mặc còn mà. Bác nào lấy 31 mình là 31 luôn giúp em. 89.000. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về. Áo em mặc là 139.000. Ai lấy A31 thì mình chốt A31 cho em nhá. Quần bom chị ơi, quần hot hit, quần hot trend đấy. Quần này hot trend, mua một lần là sẽ bị nghiện. Quần dáng bom cho em, dáng dễ mặc cực kỳ. Bác nào lấy A31 thì mình chốt A31 cho em nhá. Quần nó là chất u mì. Tại vì cái quần này em không cần giới thiệu nhiều. Các chị mua hàng là mình biết rồi. Mua lần một là muốn mua lần hai và muốn mua lần ba để về mặc dần. Riêng những cái mã này thì các chị về mặc yên tâm cho em. Mặc mùa nào cũng được, xuân hạ thu đông bốn mùa đều ok. Riêng những cái mã này, tại vì cái này là hàng Việt Nam xuất khẩu luôn đấy. Các chị nhìn của em cái mác này. Cứ nhìn giúp em nhá. Nhìn giúp em là cái hàng của nó như thế này. Chị nhận được quần bom rồi nè. Chất đẹp lắm em lại. Em còn mới chị Duyên Trần đấy. Các bác cứ mua cái mã này là mình biết rồi. Chất co giãn vừa phải cho em. Được chưa? Chị Phúc Diễm có size M. 58 cân mà size XL cho em là vô tư nhá chị. Tại vì cái dáng này nó rộng. Cái dáng này là form nó đẹp á. Đêm hôm qua chị có đặt em một cái quần bom. Em là nhân viên chốt cho chị size L nhé. Ok chị Giang. Giang Nguyên Trúc hôm qua chị đặt cái quần lỡ đúng không? 79.000 đúng không chị? Chắc hôm qua em chỉ có lên một cái mã quần bom là 79.000 thôi. Mã này mình cứ lên được, nó là quần lỡ. Còn quần này là quần dài cho em. Quần này quần dài nhá mọi người nhá, chất đẹp lắm. Hàng này ở ngoài nó có rất là nhiều giá khác nhau, nhưng mà em sẽ bán luôn cho mọi người với giá là yêu thương nhá. 89.000. Các bác cứ lên là A31 và kèm size M, L và XL. Size to nhất là các chị dưới 60 cân đổ về cho em. Sang lắm, cái chất u mì của nó này. Dáng này mặc lên rất là đẹp. Nó là u mì hàn, không phải chất tuyết mưa, cũng không phải là chất TC, mà hàng này em chỉ có một chất thôi. Và chỉ có một loại là hàng Việt Nam xuất khẩu. 89.000 một quần. A31 và kèm số điện thoại dùm em. 89.000 nhá. Chị nào lấy A31 thì mình cứ lên đúng mã này kia là A31 dùm em. 89.000 chị cho 31 kèm size cho em đấy ạ. 89.000 cho em nhá. A31 và kèm số cho em là ok. Cái này là ri. Cái này không phải hàng hãng đâu chị. Cái này là đảo ngược đấy. GOD. Cái này là GOD nhá. Không phải hàng hãng đâu chị ơi. Cái này vẫn ok được. A31 dùm em. 89.000.
Mai Mai Hồng bảo anh đã dọn chỗ đây trước để chụp cái ảnh bộ đát cho chị nhá. Để chụp ảnh mẫu đi bộ đát đi. Sáng chụp đi hôm chiều lại livestream lại không biết lúc nào chụp được. Chị có sai lờ. Sai cho em mã này các chị ơi. Sơ mi kiểu à. Cái này em có 5 cái này. Tri ân các chị luôn nhá. A32 giúp em sơ mi kiểu này, sơ mi sọc hot lắm, hot trend luôn đấy. Em tri ân các chị với giá là 35.000 thôi. A32 giúp em 55 cân đổ về A32. A32 giúp em nhá. 55.000 đồng, à 35.000 chứ. Có kèm đai nhá, à, có kèm dây nhô. Chị nào lấy mã này mình chốt cho em mã này là A32 giúp em. Không, cái đấy là lộn đấy. Cái đấy là nó đạn ngược. A32 35.000 này. Sơ mi này đẹp lắm. Chị nào lấy A32 thì mình chốt A32 cho em nhé. Chị Giang vừa chốt cốt size L. Vâng, ok chị ạ. A32 giúp em với giá là 35.000. Ok chị An nhìn thêm một cái 31 size M. Ok chị gái, nói chung cái quần đấy gái về chị mặc bị nghiện mà. Em không cần mặc lên đâu nhưng mà dáng của nó mặc lên đẹp lắm. Chị em mình chống nắng, mặc với áo 2 dây, crop top, áo phông, cả bất kỳ cái gì đều rất ok. Mã này mình gửi lên đúng mã này trên là A32 giúp em 35.000 nhá. Chị ơn các chị mã này với giá là 35.000. Áo em mặc không vừa đâu. Áo em mặc dưới 55 cân thôi. Chị nào lấy A32 thì mình chốt A32 cho em. Sơ mi này. Sơ mi này rất là đẹp. 55 cân đổ với cho em có áo phông. Không có chị cái mã áo phông không? Có chị sale, sale áo phông. A32 cho em nhá, 35.000 đồng. Thường vi có 32. Cái này em có mấy cái? Em có lên quần đùi đấy, tin em sẽ lên quần đùi các bác nhé. Xuân Nguyễn có 32. 35.000 A32, chị nào lấy 32 thì mình chốt 32 cho em. 35.000 đồng. 35.000 A32 nhá. Đẹp ơi là đẹp luôn. Còn trễ vai cho em này. Nào các chị ơi, A33 30.000, 55 cân đổ về. Xuân Nguyễn có 32. Cho chị Hoa Nguyễn một áo chị mặc này. A33 giúp em mọi người nhá. A33 giúp em 30.000 A33. Ok chị Khánh Linh một áo chị mặc luôn này. Ok chị Khánh Linh, chị Khánh Linh bổ sung số cho em nhé. A33 dùm em này. A33 dùm em nhé mọi người nhé. Ok. A33 có 2 cái rồi chị có lấy không? 30.000 áo trễ vai. A33 30.000. A33 này. A34 á chị này. Chị Nguyễn Thị Hương Giang có 33 là 35.000. 35.000, 30.000. 35.000 A34. Chị nào lấy A34 thì mình chốt A34 cho em nhé. 35k A34 và kèm số cho em 35.000. Không này em xả hết cho các chị. Không lãi cũng được. 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về. Em xả cho các chị với giá là 39.000. A36 A36 giúp em nhé. 39.000 đồng, 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về. Chị nào lấy A36 thì mình chốt A36 cho em. 39.000. A36 và kèm số điện thoại giúp em 39.000 nhá. 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về vô tư. Ai lấy A36 thì mình chốt A36 cho em này. 39.000 đồng A36 và kèm số điện thoại. Bác nào lấy A36 thì cứ lên đúng mã này cho là A36 giúp em. Phong nhé, toàn bộ là hàng Quảng Châu hết. Không có cái hàng nào may đâu mà chị em mình yên tâm. A36 giúp em nhá. 39.000, 60-65 cân đổ về vô tư. Phong nó mặc lên sướng lắm. Cái chất phong này nó rất là mềm. Cả cho chị Hoa Nguyễn một cái set sau lưng kìa. A36 dùm em với giá là 39.000. 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về. Bác nào lấy A36 thì cứ lên đúng mã này cho là A36 dùm em nhé. Tay chị nhận được rồi, chất mặc cực thích luôn. Em cảm ơn chị Hương ra. Chị nào lấy mã này thì mình cứ lên đúng mã này cho là A36 dùm em là ok nhé mọi người nhé. Với giá là 39.000. 100% là hàng Quảng Châu bao chất đẹp. 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về vô tư. Chị nào mà thích phông này thì mình cứ lên đúng mã này cho là A36 giúp em là được. 39.000 một áo thôi. 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về nhá. Giá của nó này quá là xinh. Chị nào lấy A36 thì mình chốt A36 giúp em nhá. Với giá là 39.000 mình một áo. Có 34, chị Minh Minh người có 34. Chị nào lấy A36 thì mình cứ lên đúng mã này cho là A36 giúp em là được. Ok. 39.000. Ok. 39.000 đồng cho em A36 nhé. 34 em hết hàng rồi. Chị Ngà 36 này. Nhà em chủ yếu là không rộng như này. Ok. A36 giúp em là ok nhé. 39.000 thôi. Mã này em sale với chị với giá là 39.000 đồng. 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ với vô tư. Ai lấy 36 thì các chị đốt 36 cho em. Với giá là 39.000.
A36 vào kèm số cho em nhé. 39.000, quần su thì em hết hàng mất rồi. Quần su thì nhà em đang hết hàng. Bác nào lấy A36 thì mình cứ lên đúng mã này cho là A36 của em là được. 39k nhé. 60-65 cân đổ về vô tư. A36 của em là được. 39 Liên Dương có 236. Những cái váy này là những cái váy gì? Váy này mình lên luôn cho em hay là A37 của em này. Váy này hơi hướng bà già một tí nhá. A37 40.000 đi. Váy hoa văn 55 cân đổ về, hơi trung tuổi một tí. Có màu hồng đậm và màu hồng nhạt. A37 cho em nhá. 40.000 này. Hồng đậm và hồng nhạt cho em A37. Chị nào lấy A37 mình chốt A37 cho em nhá. 40k 55 cân đổ về cho em vô tư này. Cái này dành cho chị nào mà trung tuổi đấy. Cái mã này là trung tuổi. Bác nào lấy A37 thì mình chốt A37 cho em nhá. 40.000. Hoa văn nhá, hàng này hàng đắt đấy. Hàng này hàng siêu cấp đấy chứ. Hàng thiết kế đấy. Hôm trước nhập vào 100 mấy. Hàng này hôm trước em nhập vào 100 hay 130 gì đấy. Bây giờ em xả các chị 40.000 em không nhập. Tại vì cái này trời đất ơi em nói lộn đấy. Hàng thiết kế size L 55-56 cân đổ về hoa văn như này. 40.000 A37 giúp em dã man. Em bị nói lộn giá đây này. Nhìn nó làm cái họa tiết này thì nó hơi già một tí. Tại vì là nếu mua cho bà, các mua cho các cô, các bác của mình thì nó hợp hơn. Riêng những cái mã này các chị mua cho các bác, các cô của mình hợp hơn. A37 có hồng đậm và hồng nhạt cho em nhé. 40.000, trời đất. Có 40.000 thôi, em nói nhầm giá đấy chứ. Cái đấy làm gì có giá đấy. Cái này là cái gì nữa đây? Chị Hoa về có áo canh mặc. Không, xem cái đó thì là mặc váy canh mặc rồi. Cái này em còn một cái chân váy nhá, hàng của Lala này. Chị nào lấy chân váy thì mình chốt chân váy cho em. 40.000 này, mã chân váy nhá, chân váy 40k. 40.000 luôn. Chân váy 40.000. Khoảng có 37. Con này là size M này. 50.000 nhá. Các chị lên cho em ấy là váy thiết kế size M. Váy thiết kế dùm em size M. Chân váy thôi chị Thùy Trang. Váy cao cấp 50, cao cấp mà bán 50.000. Nghe nó hoang mang. Size S. Lên cho em ấy là váy vàng 50k, 55 cân đổ về. Váy vàng 50.000. Váy vàng 50.000. Váy vàng 50k. Eo con váy này 60.000 mà A38 55 cân đổ về, 53, 54 cân đổ về. A38 60.000. Chị nào lấy A38 thì mình chốt A38 cho em nhé. 60k, von hoa đấy. A38, cái này đằng sau là váy vàng. Cái gì chị nhìn nhận là váy vàng. Còn cái kia là váy thiết kế. A38 đây. Váy thiết kế. Hàng thiết kế của Bon này. A40 nhá. 60.000 luôn. A40 cho em 60.000. A40 60k. Ui, con áo bolo này, dã man. Máy hoa này 60.000. A38. Ui, còn hàng thiết kế. Hàng có 38. Con hàng Basso ấy chị ơi. 60 cân đổ về. Mã này các chị lên cho em là A41 giúp em 89.000. 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về. Hàng này ở chợ Đồng Xuân ấy, hay là chợ An Đông hay bất kỳ chợ lớn nào, nó đều đổ buôn cái con hàng Basso này là hàng 100-101. Tại vì cái này hàng đắt. Nhưng mà em bán trên được các chị với giá là 89.000. A41 giúp em 60 cân đổ về áo. Cái này là hàng Basso. Nếu mà chị nào mà mua hàng Basso nhà em là mình biết. 40 cân đổ về, 60 cân đổ về cho em. Mã này mình cứ lên đúng mã này cho là A41 nhé. Áo Basso sọc phù hợp với tất cả các loại tuổi, từ già, từ trẻ đến con nít đi học đều mặc được những cái mã áo này. 38, 39, mình cứ lên đúng mã này cho là A41 giúp em. 89.000 hàng Basso nhé. 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về vô tư. Bác nào lấy 41 thì mình cứ lên đúng mã này A41 giúp em. 89.000. Thêu nhá, cái này là hình thêu hết đó. Tất cả cái này đều là hình thêu cho em, không phải là hình in. Cái này là hình thêu cho em, 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về vô tư. Ai lấy 41 thì cứ lên đúng mã này cho là A41 giúp em là được. 89.000 nhá. Sang xịn mịn đẹp lắm. Cái dòng này thì quá là sang. Duyên Liên 41. Chị nào mà không mua là hối hận đấy. Đẹp lắm luôn ấy.
À 41 giúp em là ok. Với giá là 89.000. Sinh vô đối 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về vô tư. Bác nào lấy 41.000 cho 41 cho em nhá. 89k 89.000 A41, 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về. Hương kiều của 41. Ui, lên cái sắp tím hot trend đó chị này. Set quần bom cho em nhá. Set này dưới 55-56 cân đổ về vô tư. Set này người, các chị biết không, hot girl của 41. Hot girl đang bán hàng này là hàng 300 mấy. Cherry người của 41. Em bán trên set này cho các chị luôn. Lên cho em mã này là A42 nhá. Ui, set sinh vô đối các chị ơi. Tiếng buồn nhỏ em có 41. A42 cái set này này. Chị ân các chị cái set này luôn cho em sang quá. 55-56 cân đổ về vô tư này. Set áo này. Set này mình lấy luôn cho em mã này là A42 cho em. Sinh cho. Với giá là 119.000 một set. 55 cân đổ về. Quá rẻ luôn các chị ơi. 119.000 đi. A42 giúp em cái set quần bom này. 55 cân đổ về set hot trend nhá. Các chị đi tham khảo giá thoải mái. Người ta đang bán set này rẻ nhất cho các chị là 150.000. Đang bán rẻ nhất trên tất cả các mặt trận là 150. Em bán trên các chị với giá là 119.000 một bộ. Form dáng rất là đẹp và nó là dạng quần bom. Nó là dạng quần bom như thế này cho em này. Đây các chị ơi, nó là dạng quần bom như thế này. Mình cứ lên đúng mã này cho em là A42 giúp em. Set thể thao nhá. 119.000 bao gồm cả áo, cả quần bom. Trời ơi, rẻ bất ngờ các chị ơi. Đây, win một cái set đẹp như này cho em mà chỉ có giá là 119.000. Bao dáng, bao chất cho em nhá. Cái này mình có dưới là 55 cân đổ với cho em. Mình mặc riêng áo cũng đẹp, chứ đừng nói là mặc cả bộ nhá. Nếu mà các chị mặc riêng áo đã rất là xuất sắc rồi. Đây, áo mình là áo cổ vest như này. Dạng rất là xinh, có bo chun này. Nói chung dáng này mặc lên đẹp lắm. Chị nào lấy A42 thì mình cứ lên đúng mã cho em là A42 cho em là được. Với giá là 119.000 một bộ, xinh vô cùng. Xinh ơi, xinh ơi. Xinh quá xinh. Chị không có 2 bộ số nha em đi chị. Đẹp chưa các chị? Chị em sĩ có 2 set ạ. Ôi, cái áo của nó mặc lên phê chưa. A42 giúp em nhá. 119.000 A42. Các chị thấy đỉnh chưa? Nhìn mặc cầm cái áo thôi. Cầm cái áo lên là thấy đẹp rồi, chứ đừng nói là mặc cả bộ cho em. Cho những cái kẹp quần nhá. Đừng nói là mình mặc cả bộ cho em nhá. Nói chung nó rất là xịn. Riêng cái set này thì bao xịn cho các bác luôn của em được chưa? Chỗ đâu bán rẻ hơn cứ quay trả lại đây, em trả lại tiền cho mọi người luôn. Được chưa? Hàng người ta đang bán 300 mấy. Đang bán 300 mấy có bo chun, 55 cân đổ về, 43 cân vừa cho em. Về mình mặc, mình chít cái eo lại cho em. Ui, xinh chưa? Dã man, 139.000 set hot trend nhá. Có thể đi tham khảo giá thoải mái cho em được chưa? Bác nào lấy A42 thì mình cứ lên đúng mã này cho em là được. Với giá là 119.000. 119.000, chỗ nào bán rẻ hơn quay trả lại đây. Đây các chị thấy dáng nó đẹp chưa? Này, nhìn cái bộ đồ này, nhìn cái quần bom này. Xuất sắc luôn. Ai lấy A42 thì mình cứ lên đúng mã này cho là A42 giúp em. Có 119.000. Mình mặc mùa đông hay mùa thu hay mùa hè đều ok. Tại vì nó là quần dài. Quần dài các bác không thích thì mình có thể cắt ngắn đi. Mình làm thành quần ngố. Đấy là tùy mình. Tùy mình nhá mọi người nhá. Mình cứ lên đúng mã này cho là A42 giúp em là ok. Với giá là 119k. Bao chất chuẩn dịnh đẹp cho mọi người luôn. Cái này mình có dưới là độ tầm 55 cân đổ với cho em. Dưới 55 cân đổ về nhá. Chị nào lấy A42 thì cứ lên đúng mã cho là A42 là được. Với giá là 119.000. Chị may trắng có 42 à? Có màu khác. Bác nào lấy A42 thì mình chốt A42 cho em nhá. Nhưng em thấy màu tím nó đang rất là hot. Màu tím nó đang hot, hot, hot ý. Hot ơi là hot. Ô em có cọc váy hoa này. Có bác nào ôm không? Còn váy hoa hàng đẹp này. Chị nào ôm thì là 70.000 luôn nhá. Bác nào ôm váy hoa thì bình luận là ôm váy hoa cho em 70k. Đẹp quá, toàn hàng của Bon đấy. Toàn hàng đẹp. Không có váy này đâu. Bây giờ không có váy này để bán đâu các chị ơi. Ai ôm váy hoa thì các chị ôm váy hoa cho em nhá. Với giá là 70.000. Toàn hàng đạt hạn, toàn hàng đắt đấy. Thế này toàn hàng đắt của em thôi. Áo ren em mặc 54 cân vừa nhá. Áo em mặc 139 này. Đẹp chưa? Maxi các thứ, các kiểu con đà điểu này. Chú ấy Nguyễn. Em hết 41 rồi nha chị. Đây, chị nào ôm váy hoa bình rồi ôm váy hoa cho em. Áo em mặc 139 đấy. Quá là đỉnh luôn. 70.000 rồi các chị bán chiên khách 120. Nhận được hàng khách không khen mới lại. Được chưa này. Nhìn con váy hoa cho em này. Bây giờ không có váy này đâu. Váy này đã xa xưa lắm rồi. Hết từ rất là lâu mà bây giờ không có vải này. Bây giờ các chị làm đi đâu nó rất hiếm vải von ấy. Thực sự là quá hiếm vải von. Đây,
cho chị Vinh ôm này. À, cho chị Vinh ôm luôn cho em nhé. 70.000 thôi này. Có mấy cái, chục cái ở đấy. Áo mặc 139.000 nha chị. Có hai size SM, có màu kem là màu hồng à? Có 4 set. Em có 4 set này. Set này rất là xinh, em thấy người ta bán đắt lắm. Nhưng mà em còn về, em mới về trước được 4 set thôi, trả trước các chị nhá. 149 A42. A42 luôn giúp em 149 này. 149 A42. Xong rồi anh Hoa. A42 cho em nhá, 149.000. A42 cho em, 149 A42 xinh lắm. Set này là đẹp ơi là đẹp luôn này. 54-55 cân đổ về cho em nhé. 149.000 A42. Set set vải vo đấy. Set này đẹp lắm. Set thổ cẩm này. 55 cân đổ về. A42 dùng em. 149.000 một set. Bác nào lấy A42 thì mình chốt A42 cho em nhé. 149. 149.000 A42. Sang xịn mịn đẹp luôn. Áo em mặc là 139 đấy chị. Đây em có mấy set thôi. Set này xinh lắm đấy. Set này mình có dưới 55 cân đổ về cho em vô tư. A42 à. Mã này đúng A42 không nhỉ? Em vẫn đang còn áo phông. Lấy chị đi áo phông ấy. A42 cho em nhá, 149. Eo ơi, set này nó mềm. Nó mềm, nó nhẹ và nó mát các chị ơi, cái vải này đắt lắm đấy. Cái vải thổ cẩm này là cực kỳ là đắt luôn. Chị nào lấy A42 thì mình cứ lên đúng mã này cho là A42 cho em nhá, với giá là 149.000 một bộ. Set hàng đẹp đấy. Set này các chị có 55 cân đổ về cho em. A42. Bác nào lấy A42 thì mình chốt A42 cho em nhé. 139, vải nó rất đẹp. Vải này thì siêu đẹp rồi. A42 giúp em nhé. Váy tím này em cũng không biết là. Để em xem cái váy này. Bán cái váy này. Phong A42 có một size thôi. A42 cho em không có size ạ. Ok, váy này cho em này. Kim của 42. Váy này có mút ngực luôn cho em nhá. Sang chưa? Váy bên em có một màu ạ. Váy này các chị cứ dưới là 60 cân đổ về cho em, có mút ngực. A43 cho em nhá, 115.000. A43. Chị nào lấy A43 thì mình chốt A43 cho em này. Với giá là 115.000, được chưa ạ? Cái váy này mình gối dưới là 60 cân đổ về cho em, có mút ngực. Ai lấy A43 thì mình chốt A43 cho em nhé. 115k xinh lắm. 60 cân đổ về vô tư. A43 và kèm số cho em. Đây. Xinh cho. Baby doll 60 cân đổ về vô tư, xinh chưa? Có mút ngực cho em. Bác nào lấy A43 thì mình chốt A43, không cần mặc thêm áo ngực nhé. Thích thì các chị mặc thêm áo ngực, không thì mình mặc riêng cho em. 115.000 A43. Váy 2 dây nhé mọi người nhé. Xinh lắm. 115 em. 115.000 A43 cho em. Chị nào lấy A43 thì mình chốt A43 cho em nhá. Người trang của 43. 115. Cái này nói chung là bầu bí được bon trên 60 cân đổ về maxi này. 115.000 A43. Trời ơi con váy xinh chưa? Hot luôn. Chị Hành Võ 43 này. Chị nào lấy 43 thì mình chốt 43 cho em nhá. Với giá là 115.000. 115k. Ai lấy 43 mình gọi là 43 luôn giúp em. Cái này có mút ngực đấy các chị ơi, có mút ngực sẵn luôn. 40 cân đổ lên, 55-56 cân đổ về vô tư. Thậm chí chị nào cao ấy, 60 cân cho em vẫn mặc vừa. Bác nào cao thì 60 cân cho em vẫn mặc vừa nhá. Hôm nay có cái set màu sọc hồng đâu. Sọc hồng, sọc đỏ, sọc vàng đâu. Cái set đá đấy. Trong cái bọc này này. A43 cho em mọi người nhá. Chị nào lên 43 thì mình chốt 43 cho em. Bộ sau lưng em vẫn đang còn. Chị ơi cái đấy em hết hàng rồi ạ. Đây đây. Chị nào lên 43 mình gọi là 43 cho em nhá. Sơ mi này em có màu đen và màu trắng này. Sơ mi này em sẽ có màu đen và màu trắng. Ok chị Loan bảo 43 này. Có màu đen và màu trắng nhá. 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về. Sơ mi này em bán trên các chị luôn 75.000 hai cái. A44. Bác nào lấy A44 thì mình chốt A44 cho em nhá. Cái này cả nam và cả nữ đều mặc được. A44 và kèm số cho em. 60 cân đổ về.
Chị nào lấy A44 thì mình lên đúng mã này cho là A44 giúp em nhá. Với giá là 75.000 hai cái. Có một cái đen và một cái trắng, 60 cân đổ về. Bác nào lấy A44 thì mình chốt A44 cho em nhá. 75.000 hai cái, 60 cân đổ về vô tư, có đen và có trắng. 43. Áo này cả nam và cả nữ đều mặc được. 60 cân đổ về cho em. Bác nào lấy A44 thì mình có lên đúng mã này cho là A44 giúp em. 75.000 hai cái luôn nhá. A44 giúp em. Có 44. Trăm chiều 44 này. 75.000 hai cái cho em nhá. 75.000 hai cái. Bác nào lấy A44 thì mình chốt A44 cho em. Em sẽ lấy cho các chị hai cái khác nhau. Cái đen sẽ lấy cho mọi người là hai cái khác nhau nhá. A44 giúp em. Chị à. Chị comment một nick thôi chứ. Bộ tun giấy em không có. Bác nào lấy 44 thì mình chốt 44 giúp em nhá. 75.000 hai cái. 75.000 hai cái chị Hà gì ấy, Linh gì ấy. Chị Hân Linh hay cái gì đấy. A44 giúp em là ok mọi người nhá. 75.000 hai cái. Chị Kim Loan 44. Mua về cho con trai của mình á, chị mua cho em trai, mua cho em con trai của mình mặc những cái này rất là tốt. Những cái mày đường này, cute lạc lối phô mai que. Chị nào lấy A44 thì mình chốt A44 cho em. 75.000 hai cái nhá. Sang xịn mịn đẹp. Nói chung dáng của nó lên rất là đẹp luôn, 60 cân đổ về. Ai lấy A44 thì mình chốt A44 cho em. 75.000 hai cái luôn. 75.000 hai cái nhá, không có nhá chị ơi. A44 luôn giúp em. Cái này mình ngồi dưới là 60 cân đổ về. Bác nào lấy A44 thì mình cứ lên đúng mã này cho em là đường nhá. 75.000 hai cái áo phông. Bình thường ấy chỉ mua một chị cái thôi. Nhưng mà bây giờ mình mua được hai cái liền. A44 luôn giúp em nhá. Chị không comment đúng mã làm sao bên em in đơn. Bảo comment từ chối. Sang cái này em có ít set. Cái này set thì em là hàng Quảng Châu đấy. Cái này em mua được giá sale. Set này mình gửi dưới là bao nhiêu? 60 cân đổ về cho em set đá các chị này. Em ơi set này sang lắm. Set này em phải mối. Phải nói là trả giá mãi người ta mới bán đây. Sang cho em mã này là A45 luôn giúp em nhá. Sang chưa? 60 cân đổ về cho em. Trời ơi cái set đá hot hit này. 99.000 một set bao hàng Quảng Châu. Sai hoàn tiền khóa đằng sau. 60 cân đổ về. Em ơi cái set đẳng cấp. A45 giúp em nhá. 99.000 ở ngoài này không có cái set này đâu. Các chị nhìn cái áo cho em này, móc cái quần cho chị đi. A45 giúp em nhá. Với giá là 99.000. Rẻ bèo nhèo chưa? Quá rẻ các chị ơi, nhìn giúp em này. Sang chưa? Đẹp chưa? Nhìn cái đá của nó này, đá của nó rất là sang. Hàng này là chuẩn set cao cấp luôn, 99.000 đồng hàng người ta đang bán buôn 16 đấy. A45 giúp em sang chưa? Mặc cái set này thì quá là phê. Em bảo rồi chị comment một nick thôi, nhiều nick nhà em không chốt đơn được đâu. Chị cứ comment nick này nhảy sang nick kia thì làm sao mà chốt đơn được. A45 giúp em nhá, sang chưa? 60 cân đổ về vô tư. Cái này là quần đấy. À A45. Đây cái này là dạng quần cho em này. Cái này là dạng quần cho em nhá, chấn mới chấn ngần A45. Bác nào lấy A45 thì mình chốt A45 cho em 99.000 nhá. 99.000 đồng. A45 ở kèm số cho em. Bác nào lấy A45 thì mình chốt cho em 45. Set đá đấy. Set này vô cùng sang. Chị nào lấy A45 thì mình chốt A45 cho em nhá. 99.000. 99.000 một set. Trời ơi, rẻ dã man. Em có ít thôi mà, cái set này không có nhiều đâu. Nhiều cũng không có để bán đâu ạ. Cái này là em mua được giá sale, em bán cho các chị giá sale thôi. 99.000 A45. Ok, chị Nguyễn Vinh đủ màu này. A45 dùm em. 99.000 có mấy set, bác nào không nhanh cũng không có hàng. Không nhanh thì cũng không có hàng đâu. Chị nào lấy A45 thì cứ lên đúng mã này cho là A45 giúp em là ok nhá. Ok chưa? 99.000 bộ này thôi. A45 ở kèm số cho em. Khóa đằng sau nhá, cái này là khóa đằng sau cho em. 99.000 A45. Bác nào lấy 45 thì cứ lên đúng mã cho là A45 là được. 99.000. Chị Dung khỏe 45 à? Chị Phường lo có 45. Trong chỗ ôm máy hoa chị ấy. Xếp mà chị đi, xếp nó. Ừ. Xả thêm đấy. Ủa? Xếp thì mình mới đang về rồi. Bộ đáp cho em mọi người này. Bộ đáp cho em nhá, bộ cao cấp này. Không biết bây giờ xả cho các chị bao nhiêu một bộ này cơ. Chán quá. Không biết bao nhiêu bộ này. Đây. Bộ tím cho em này. Các chị lên cho em ai là mã số 1 cho em nhé mọi người nhá. 60-65 cân, ui cái bộ tím này. Em xả đồng giá hết. Bộ Adidas cho các bác chỉ có 120 thôi. Em xả đồng giá hết. Riêng những cái bộ này em xả hết cho các chị 120 nhá.
Mã số 1 cho em các chị ơi, 120.000, 65 cân đổ về. Những cái bộ đáp này em thì các chị nhận hàng không thể chê được. Những cái bộ này thì không bao giờ chê được. Em có ít em xả nốt được các chị, tại vì cái này là ở cửa hàng nó gửi ra nên là em sẽ xả cho mọi người. Mã số 1 cho em với giá là 120.000. Chiên hết cho các chị 120 nhá, 60-65 cân đổ về. Cho chị nào mà mua cái bộ đắt cao cấp là nhà em là mình biết rồi, toàn bán 150.000 hết. Toàn đang bán là hàng 150, hàng 155. Em xả hết cho các chị luôn này. 120 này. Số 1 120 nhá. Số 1 120. Ui cái bộ màu cam này. Mã số 2 cho em 120.000, 60-65 cân đổ về. Mã số 2. Số 2 cho em nhá. Số 2 120.000. Ai lấy số 2 thì mình chốt số 2 cho em 120, có hai cả hai bộ này. Số 2 dùm em nhá, 120. Bác nào lấy số 2? Ôm thì cũng chỉ có thế thôi, em không bớt được thêm rồi. Những cái này các chị đi đâu đi tham khảo cũng thoải mái. Không có ai bán giá đâu các chị, với giá chỉ có 120.000 một bộ đâu. Số 2. Số 2 này, có hai bộ này. Số 2 em có hai bộ nhá, toàn hàng cao cấp rồi. Em xả rồi thì lần sau có xỉ lại đâu các chị. Đây 1, 2, 3 hết luôn này. Chị Vân có số 2 à? Cho chị ấy hết lên đi, hết rồi chẳng có. Có đòi cũng không có đâu. Không lấy cái bộ trong đây đi. Cái bộ chiều nay đang xả dở đấy. Đang xả dở đấy. Đây có cái bộ đây này, chị đang xả hết đi nhé. Xong cho em đóng cho chị ấy bộ đây nhiều á. Các bộ nào đấy mà anh ấy xả được sao? Cái bộ này mai bán. Cái này nó cái váy hoa. Cái hoa mai bán. Đâu? Cái hoa này mình có bỏ ôm. Cái hoa này. Quần này đẹp lắm. Quần này là chuẩn hàng Quảng Châu đấy. Các chị lên trang mã này là B1 cho em nhé. Chuẩn hàng Quảng Châu có một size thôi. 60-65 cân đổ về cho em. Quần thô, chất mềm. Trời đất ơi. Này, đẹp chưa? 65 cân cho em vẫn mặc vừa. Cái này sẽ có màu vàng. Sẽ có màu vàng này. Màu tím này. Và màu đen. 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về vô tư. Bác nào lấy cái này bình luận luôn cho em, mã này là mã B1 cho em nhá. B1 dùm em này, có màu đen, trời ơi. 65 cân đổ về vô tư, mã B1 này. Cái chữ này là chữ này theo và cái này là hàng Quảng Châu cho em. 60-65 cân đổ về cho em vô tư, có chun này. Bác nào lấy mã này mình cứ lên đúng mã này cho em là B1 cho em. Với giá là 89.000 một quần màu đen này. Ê ơi, cái chất ở ngoài nó sướng, sờ vào nó mát lạnh đi các chị ạ. Bên em hết hàng rồi ạ. 60-65 cân đổ về cho em nhá, mã B1 luôn giúp em. Với giá là 89.000 một quần. Từ 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về cho em là vừa nhá. Mình cứ lên đúng mã này cho em là B1 cho em, hàng Quảng Châu. B1 và kèm số cho em nhá. B1 và kèm số điện thoại luôn giúp em. Chị nào lấy B1 thì mình cứ lên đúng mã này cho em là B1 cho em. Quần này hot hit lắm. Siêu hot luôn, ở ngoài chợ đang bán luôn toàn 13-14. Chất co giãn này, 65 cân các chị nhá, vừa. Cái này là hàng Quảng Châu cho em mọi người nhá. Riêng cái phong này trên là bao hàng Quảng Châu với bác luôn. Với giá chỉ có là 89.000 một quần. Hàng người ta đang bán buôn là hàng 16-17 đấy. Toàn hàng đắt thôi, bây giờ em hỏi toàn hàng đắt không có. Tại vì hàng tàu nó không về được. Đâm ra người ta phải bán đắt. Đâm ra người ta phải bán đắt hoặc bán hàng may. Nhưng cái này là chuẩn hàng Quảng Châu cho mọi người luôn cho em. Mã B1 cho em nhé, 89.000. Quần này thì siêu hot. B1 màu tím đen, 60-65 cân đổ về vô tư cho em này. Ai lấy B1 thì mình chốt B1 luôn giúp em. Với giá là 89.000 một quần. B1 và kèm màu kèm số điện thoại cho em. Hàng Quảng Châu nhá, size hoàn tiền chứ không phải bán hàng vớ vẩn lung tung cho các chị đâu. Nhìn giúp em này. Đẹp chưa? Quần Adidas. Quần này là chữ Nike. Nike xịn sò, 60-65 cân đổ về vô tư. Bác nào lấy B1 thì mình chốt B1 cho em nhá. Với giá là 59. À với giá là 89.000. Chị Thu đổ muốn 2 à? B1 và kèm số luôn giúp em. 60-65 cân đổ về vô tư cho em thoải mái mã này nhá. Bác nào lấy B1 thì cứ lên đúng mã này cho em là được. 89.000. Chắc đẹp lắm. Cái này toàn hàng Quảng Châu thôi, không có hàng may đâu.
40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về vô tư. Thì hành có con đen. Chị nào lấy màu nào thì mình cứ lên đúng mã này trên là B1 cho em nhé. 89.000. Màu nào lên cũng rất là xinh. Màu nào cũng rất là xinh, rất là đẹp luôn. Bác nào lấy B1 màu nào mình cứ lên đúng mã trên là ok. 89.000 cho em nhé. Dáng đẹp lắm. Cái quần này thì nó giống như là form quần sock rồi. Các chị mặc quần này nó sướng luôn cho em này. Chất nó mềm, nó mịn, nó mát. Chất thô mềm luôn cho em. Có một cái cho chị ấy gì đủ màu đấy. Bác nào lấy B1 thì cứ lên đúng mã này cho là ok nhá. 89.000. 89.000 một quần thôi. Chị Hương Kim có. Trời ơi. Chị Hương Kim lấy chốt màu luôn à? Giúp em nhá. Chốt màu luôn giúp em. 89.000. Ai lấy B1 thì mình cứ lên đúng mã này cho là B1 cho em. 89.000. Chị Hương Dương có hai đen. Gọi là rẻ dã man luôn. Chỗ kia đang còn em. Chị chưa bốc hết đâu. Chị Hương Kim có đen. Đẹp lắm. Cái này không đấy là tiếc nhá. Đẹp vô cùng. 89.000 một cái quần thôi. Chưa bằng người ta bán buôn nhá. Chưa bằng người ta đi buôn đâu. Người ta bán buôn cái quần này là 100-120 gì đấy rồi. Nói chung là tùy từng nhà. Có nhà nó ăn lãi cao thì nó bán 150. Tùy vào từng nhà và tùy khách mua thì nó bán. Mã này là siêu rẻ và siêu đẹp cho các chị luôn. Này em thiếu màu kem này. Có cả màu kem là khác. Màu kem là khác. B1 cho em mọi người nhá. 89.000 một quần thôi. Rẻ dã man. Bác nào lấy B1 thì cứ lên đúng mã này cho em là B1 cho em. 89.000. 89.000 đồng mã B1 nha. Xa xịn mịn luôn. Ê ơi cái quần này chất lượng. Đảm bảo với các chị là chất lượng luôn cho em. 60-65 cân đổ về vô tư nhá. Bác nào lấy B1 thì mình chốt cho em này. Ê ơi cặp quần của nó em phải để lại một cái màu tím em mặc. Phải để lại một cái màu tím. Phải mặc theo hot trend đấy các chị. Phải mặc theo trend nhá. Để lại một cái này mặc. Tại vì cái chất này nó mềm, nó mát. Mặc rất là thích luôn ý. Cái quần như này này có theo logo ở đây. 89.000. Nhà em là thi tưởng áo phông cái đấy khác. Bác nào lấy B1 thì mình chốt B1 cho em nhé. Để qua mã cho các chị này. 89.000. Lên cái mã này hôm nay em sẽ xả sóc cho các chị luôn. Từ 40 đến tầm 60 cân đổ về. Mã này các chị lên cho mã này là B2 giúp em. Em sẽ bán chân cho các chị set này 59.000. Bộ này và em xả kho cho các chị 59.000. Phải mặc theo hot trend nhé. Mã số trên là B2. 59.000 đồng. Quần tím đấy mặc với áo phông trắng mềm nè. Màu tím đấy mặc với phông trắng mềm. Mã B2 cho em nhé. 59.000 một bộ. 60 cân đổ về cho em mã này. Mã số cho em là B2. Em xin phép kỷ niệm các bác. Mỗi chị một bộ 59.000 một bộ thôi. B2 và kèm số điện thoại cho em. 60 cân đổ về nhá. Chắc là set này các chị nào mà mua thì là mình biết rồi. 100% là hàng Quảng Châu cao cấp mà em bán tặng các chị có 59.000. 139.000 ạ. Ui. Rẻ quá các chị ơi. B2. Quá là đẹp luôn. 60 cân đổ về cho em nhá. Mã số trên là B2 không chị ơi. Bây giờ em xả kho có 59.000 một bộ mà xỉ lại nữa thì làm sao được. Em bán cho các chị giá còn rẻ hơn là cả giá xỉ rồi. 59.000 dùm em nhá. Mã B2. Có chị ôm 100 bộ, 200, 300 bộ. Cái bộ này vẫn là hàng 65.000 đấy. 65 hay 69.000. Bây giờ em xả cho các chị có 59.000. Rẻ quá. Thanh Thảo có 2B2. 59.000 cho em. 59.000 mã B2. Em có B2. Nhớ hết màu này rồi đúng không? Hết màu đen ok. Ui ơi chị ơi, xong màu xanh cho em này. Dã man, rẻ quá. B2 bên em hết hàng rồi ạ. B3 các chị ơi, màu xanh này. 60 cân đổ với cho em mã B3 nhá. 59.000. Chị nào lấy B3 thì mình cho B3 cho em. 59.000 này. Ê ơi, sang chưa các chị ơi. B2 bên em hết hàng rồi. Ui dồi ôi, mã B3 cho em các chị. Quá rẻ luôn. 59.000 đồng cho em mã B3. Chị nào lấy B3 thì mình chốt B3 hộ em ạ. Chị Ân kỷ niệm các chị 59.000 đồng. Ok, ôi dồi ôi, nó rẻ quá. Hàng này cứ phải đẹp như này mà xả rẻ quá các chị ơi. Không đủ tiền luôn ấy. Xả lỗ cho các chị luôn, chấp nhận lô này em bị lỗ mà. Lô này lỗ nặng đấy. Có B3. Lỗ nặng chứ không phải là lỗ nhẹ nữa rồi. 59.000. Em đố chị nào đi buôn ở bộ này 59.000. Mà bán cho các chị 59.000 chỉ có xả lỗ thôi. Xả lỗ thì có mấy con giá là 59.000. Em đang mặc bộ này nè. Màu đỏ bên shop đây. Mặc nhẹ tênh lắm. Em còn với chị Dung. Đấy khách nhà em đang mặc đấy. B3. Khách nhà em đang mặc cho phản hồi đấy. 59.000 dùm em mã B3. Bác nào lấy B3 thì mình cứ lên đúng mã này cho em. Chiên hết rồi các chị luôn. Em xả hết cái bộ này cho bác 59.000 thôi. Tại vì nó quá là rẻ rồi. Thực sự nó mặc rất là nhẹ. Riêng bộ này ấy, mặc nhẹ tênh luôn.
mặc như không mặc luôn cho em, được chưa? Bác nào lấy B3 thì mình cứ lên đúng mã này cho em là B3 là được. Với giá là 59.000 cho em nhá, 59.000 một bộ. Form đẹp, dáng đẹp, chất đẹp, 60 cân đổ về vô tư. Ai lấy B3 thì mình cứ lên đúng mã này cho em là B3 cho em nhá, 59.000. 59.000 dùm em. Ai lấy B3 thì mình cứ lên đúng mã này cho em là B3 cho em nhá, 59.000. Hết màu xanh đấy rồi đúng không em? Long ui màu trắng á chị ơi. Má B4 á chị ơi. B4 ui. Phong nhà em nhiều lông côm lắm. Chị thích ôm bao nhiêu cũng có. 521.000 cho câu cho giá. Hay là 1.200. B4 em mọi người. B4 dùm em 59.000 thôi mã B4. Xả hết để đi du lịch mà các chị. Xả hết để đi nghỉ dưỡng rồi. B4 em mọi người nhá. 59.000 mã B4, 60 cân đổ về. Màu trắng này. Chị nào lấy B4 thì mình chốt B4 cho em. 59.000 giá chưa bao giờ có, chưa bao giờ bán. Và sẽ bán giá này cho các chị giá duy nhất thôi. Cái giá này là em chấp nhận lỗ rồi. Em cho các chị đi hỏi tham khảo. Ai không có đứa bảo là bán rẻ nhất thì bộ này em 75.000. Bán rẻ nhất thì là 75.000. Mà bây giờ em xả cho các chị có 59.000. Mã số cho em là B4. B4 dùm em 59.000 nhá. Chi ân các chị với giá là 59.000 một ngày. Rẻ còn hơn cho cơ. Thật sự ngon. B4 59.000 đây. B4 dùm em là ok. Phong thì bây giờ chịu thôi. Diên Dương có 2 B4. 39.000. 39.000 phong lôm côm. Chị lấy bao nhiêu cũng được. Miễn là từ 50 cái đổ lên. 39.000. Chị Hành bảo có lôm côm nhiều kiểu. Vinh. Ok chưa? B4 cho em 59.000. B4 dùm em. Em nhập 79.000 đấy. Khách nhà em đang nhập 79.000 đấy. Bây giờ xả có 59.000. Còn bảo chị à em ơi có xỉ lại hay không? Có B4. Chết thôi. Chị Hương Thái có B4. Các chị đang đi nhập 79.000. Là có B4. Bây giờ em xả 59.000. Mà các chị lại còn bảo em ơi có xỉ lại hay không? Em đã lỗ sập mặt rồi đấy. Chứ chẳng ai bán cái bộ này 59.000 đâu. Được chưa? Em đảm bảo với các bác luôn, đi tham khảo giá đi. Chị em mình cứ đi tham khảo giá cho em. Chỗ đâu mà các chị bảo là cái bộ này ấy người ta bán ít ấy. Được chưa? Được chưa? Chị em mình đi mua là mình biết rồi, không cần em nói, cứ lên giá là mình ok. Đấy. Bác nào lấy B4 thì mình cho B4 cho em 59.000. Tại vì cái này nó có nhiều giá, nhiều nhà bán đâm ra nó bị loãng nên em xả cho các chị 59.000 thôi. 59.000 một bộ luôn. Mã B4 và kèm số cho em. Bộ này nhà em là nằm trong túi zip nhá, không phải túi thường. Cho chị một cái túi nhà mình đi. Túi nhà em là hàng nó như này. Đây. Hàng của nó là nằm trong túi zip như này. Chị Luyến Nguyễn có B4. Đẹp như thế này, chất lượng như thế này mà bán có 59.000 một bộ. Một ai bán buôn bán to nhất cũng chưa chắc là bán cái giá này đâu mọi người. Được chưa? Em có rất là nhiều màu khác. Nói chung cái bộ này em xả cho mọi người mà. Em chấp nhận xả lỗ luôn, riêng cái lô này. Riêng cái lô này em xả lỗ cho các chị luôn đấy. Chị nhà nào rồi, hàng đẹp quá em ạ, giá cả phải chăng. Tham khảo xong về hết hàng, rẻ quá các chị ơi. Ok chưa? Mình có lên đúng mã cho em là B4 dùm em. Chị nhìn ba bộ cho. 59.000 dùm em nhá, không mua là hối hận. Không mua thì mua chỗ khác 100.000 vậy. Nhà em bán 59.000 không mua thì mua chỗ khác 100k. Lên màu vàng cho em này. Màu vàng này có 20 bộ đấy. Màu vàng này em có 20 bộ. Tại vì em về nhiều hàng quá. Em xả bớt đi để lấy chỗ để xếp hàng. Mã số cho em là B5, set đá 99.000 em còn màu đỏ nữa, màu đỏ với màu vàng. Mã B5 dùm em nhá. Ui dồi ôi cái màu này, phê nhở. B5 các chị ơi. 99.000, à quên, 59.000, mã B5. Ui dồi ôi cái màu vàng này, đẹp lắm. Chị Huy Nhi sẽ lấy bộ màu chất này à? Mặc nhẹ tinh, tỉnh tinh luôn cho em. Chị Huy Nhi có B5. Cái bộ B5 các chị ơi, trời đất. Chị Huy Nhi có B4. Em ơi cái bộ B5 dùm em này. Bộ em đang mặc áo, áo là bán mình áo là 139.000. B5 giúp em là màu vàng các chị ơi. B5 giùm em nhá. Rẻ quá. Chị Thảo Thảo có B5. Ok. 59.000 đồng em mã B5. Chị Hồng Hạnh có B5. Ok. Chị Huyền Nhiếp có B5. Ok. 59.000 giùm em mã B5. Rẻ quá, em có độ tầm 20 bộ thôi. Chị nào mà không nhanh tay là hết hàng nhá. Không nhanh tay là hết hàng đấy. 59.000 một bộ. Mình cứ lên đúng mã này cho là B5 giúp em là ok. 59.000 có 10 B5. Ok, hết hàng luôn. Cho màu khác đi. Còn mấy bộ trên kệ đấy. Hết cái bộ này đi. Ui dồi ôi, cái màu hồng các bác ơi. Nào, khẩn trương.
hàng nó phải đẹp như này. Đây là còn, ui cái màu hồng này. B6 giùm em các chị ơi, B6 đang còn 10 hay 5 bộ đấy. B6 á chị ơi, B6, B6 là màu vàng, à màu hồng. Ê ơi, 59.000 rẻ quá. Lan Ngọc có B5, thì Duyên Dương có 2 B5, B6 á chị ơi. Phạm có B5, thế em không xỉ lại rồi. Có B5. Em xả lỗ rồi đó. Bảo Thu có B5. Em nó đẹp nhỉ. Lan Hồng Lạc có B5. 59.000 có B6. Có B5. Quá đẹp các bác ơi, cái màu hồng. Màu hồng tây cho em nhé, màu hồng tây. Bộ Anh có B6. Ok. Hương Lan có B6. Ok. B6 dùm em, 59.000 thôi, có 20 bộ. Có 20 bộ nhá. Chị nào lấy B6 thì mình chốt cho em. Bán không bao giờ bị chán, mua mấy bộ về bằng dần nữa chị ạ. Thực sự là các chị nên mua mấy bộ về bằng dần đi. Mấy bộ về chơi chơi về bằng dần thoải mái, ok. Mã số cho em là B6, bao nhiêu? 59.000. Em mua bộ này bao nhiêu tiền? Có 59.000 thôi. Quá rẻ đúng không? Chị B6 có em. B5. Chị Duyên Dương có 2 B6. Thì Thảo Thu có B6. Thì Phạm Hồng Lạc có B6. Dương Thị Thùy Trâm có B6. Thì Hương Thái có B6. 59.000 của em nhá. Không ai bán cái bộ này 59.000 đâu. Chị nào lấy B6 thì mình cứ lên đúng mã cho em. Mã này là B6 cho em. 59k. Form đẹp, dáng đẹp, chất đẹp. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về. Em nói chung là nó rất là xịn. Cái bộ này nói chung nó thực sự là xịn. Mà có 59.000. 59.000 một bộ thôi, mã B6, chất đẹp, form đẹp, dáng đẹp. Ai lấy B6 thì mình cứ lên đúng mã này cho nên là B6 giúp em là được. 59.000 nhá. 59k thôi, dáng đẹp lắm. Chị nào mà không mua là tiếc. Nguyễn Hiền có B6. Chị nào mà không mua là tiếc đấy. B6 giúp em, 59.000. Ai lấy B6 thì mình cho B6 giúp em là ok. Phương Phạm có B6. 59.000 đồng luôn giúp em nhá. Mã B6, 59.000 thôi, màu hồng đẹp đấy. Cái màu hồng này rất sang. Màu hồng sang nhá mọi người nhá. Ai lấy B6 thì mình comment là B6 giúp em, vừa giá là 59.000. 59.000 đồng nha, cho chị cái set vest quần đấy. Ai lấy B6 thì mình chốt set, à set vest chân váy. B6 giúp em nhá, 59.000. Rẻ quá, rẻ không tưởng á chị ơi, cái này phải gọi là rẻ không tưởng. Phải gọi là rẻ, rẻ không tưởng luôn ấy, rẻ quá luôn ấy. Giá quá là bèo á chị ơi, có 59.000 bộ đồ như này. Ai lấy B6 thì mình cho B6 giúp em nhá. 59.000. Màu cô ba này cũng được. Cô ba này. Mình lên luôn màu cô ba luôn cho em đi. Luôn. Cái màu cô ba này á. Mình mua về cho bà, cho mẹ. B6. Cho bác, cho cô của mình đều ok. Mã số trên là B7 nhá. Cái màu xanh cô ba này. Em ơi nó sang. Nó sang thật sự luôn. Mã B7 cho em. 59.000 màu xanh cô ba. Bác nào lấy B7 thì mình cho B7 cho em. Ui cái màu cô ba này. Dã man. Em xả kho đấy. 59.000 thôi. B7 và kèm số cho em nhá. 59.000, 60 cân đổ về. Ai lấy B7 thì mình chốt B7 cho em. 59k. Ui cái màu xanh coban. Có lên áo phông đợi em tí. Nói chung phông em cũng rất là nhiều. Nhìn cái hàng thì em rất nhiều. À, chị là mặc bán rồi à, 139.000 ạ. B7 nhá. B7 đúng không? B7 dùm em. 59.000 màu coban. Mua cho các bà, các mẹ của mình đều được các chị. Mua cho các bà, các mẹ của mình ấy. Mặc coban này em rất là yêu luôn. Chỉ cần dưới 58 cân đổ về cho em. Mã số cho em là B7 cho em nhá. Thu Huỳnh có B6. B7 và kèm số cho em với giá là 59.000. Cái này là B7 đúng không? Màu cơ ba là B7 cho em, 59k. Chị Kim Diệu có B6. Ai lấy B7 mình cho B7 cho em, 59.000. Chị Yến Hoàng có B7. 59.000 cho em mã B7 nhá. Sang, xịn, mịn và đẹp. Ai lấy B7 thì mình comment là B7 giúp em, 59k. 59.000 đồng, 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về. Ai lấy B7 thì mình cho B7 cho em, 59.000. Sang chưa? Quá sang luôn đấy, cái này em không xỉ lại đâu nhá. Bác nào lấy B7 thì mình cho B7 cho em, 59k. 59.000 thôi, em ơi rẻ và đẹp. Có 10 rưỡi thôi à. B7 cho em, 59.000. Mềm quá à. Cho chị cái set đấy. Set chân váy cho em này. Mình lên luôn set chân váy này dùm em nhá. Thì Kim Diệu có B7. Set chân váy này cũng rất là xinh. Set chân váy đấy, xinh lắm. 125.000 thôi. Mã B8 sẽ có màu này là sọc đen, sọc vàng và màu tím.
mã B8 đây em nhá, 125.000, 55 cân đổ về. Có nhận, có chị nào mà mua set này nhà em chưa? B8 cho em này. Chị nào lấy B8 thì mình cho B8 cho em nhá. Set này là set chân váy. Con có B7. Xinh lắm. 125.000 thôi. 55 cân đổ về vô tư. Đây. Để xem mà cái chân váy ấy mọi người, 125.000 nhá. Hôm trước hàng này là hàng 165 đấy. Bây giờ chia cho các chị với giá là 125. Mã B8 cho em này, set chân váy có quần ở bên trong. Chị nào lấy B8 thì mình cho B8 cho em nhá. Cái này mình có dưới 55 cân đổ về. Mã số cho em là B8. Được chưa? Sẽ có màu sọc vàng. Chị Nguyễn Vân có đủ màu B8 sọc à? Đen và màu tím. B8 giúp em 125.000 một set. 55 cân đổ về nhá, set chân váy đấy. Áo cờ lâu tốt mà set chân váy. Màu đen màu vàng à? Set này hot lắm này. Set này đang cũng cực kỳ là hot luôn. Mã B8 luôn giúp em nhá, 125. Này hôm trước em đang bán là hàng trăm mấy đấy, 165 gì đấy. Đang bán là 165, set chân váy cho em này. Chị nào lấy B8 thì mình cứ lên đúng mã này cho em là B8 giúp em là được nhá. Với giá là 125.000 một set. Set chân váy bao xinh bao đẹp luôn. 55 cân đổ về vô tư cho em set này. Chị nào lấy B8 thì mình cho B8 giùm em. Màu đen. Set nào mặc lên cũng rất là xinh, xinh và đẹp luôn. B8 giúp em nhá, 125.000. Em ơi sang. Set này nếu mà chị nào mua là mình biết rồi, chân váy này mình có thể mặc riêng. Mặc riêng mặc giờ đều là ok, được chưa? Set đấy bữa em được tặng xinh lắm, chất mà nghìn chất. Ừ chị cảm ơn. Được tặng mà này. B8 này mọi người nhá. Với giá là 125.000 một set, set này yêu lắm này. Bọn là chân. Em thấy người ta chơi chơi TikTok người ta mặc nhiều cái này lắm này. Mấy cái bạn chơi TikTok ấy. Mấy triệu follow ấy. Đang mặc set này hot đình đám luôn. Mã số cho em là B8 cho em nhá, màu vàng này. Đấy sao em chơi TikTok mà các chị ông ủng hộ nhỉ? Mã B8 cho em nhá mọi người nhá, có màu vàng này, màu đen này và màu tím này. Ai lấy B8 thì mình cứ lên đúng mã này cho em là B8 giúp em là ok, 125.000. Màu nào lên cũng rất là sang và xịn cho em nhá. Mã B8 giúp em. Được chưa? Có vàng, có tím và có đen. Áo em mặc 139. Chị nào lấy B8 thì cứ lên đúng mã này cho em là B8 cho em nhá. Với giá là 125.000 một set, set chân váy, set này xinh lắm này. Ai lấy B8 thì mình có em B8 luôn giúp em. Để lên kệ em này. Cho lên kệ. Mã B8 cho em nhá. Bây giờ lên cái gì cho các bác của em đây. B8 chị Phương Ngân lấy màu gì đấy? Chị Phương Ngân lên B8 màu gì ạ? Chị Phương Ngân có màu tím. Chị nào lấy B8 thì mình cho B8 cho em nha. Cho chị mặc áo phông. Cái set cao cấp lúc nãy này, em có cả màu đỏ này. Mã số cho em là B10. Chị nào lấy B10 thì mình cho B10 cho em nhá. 99.000 set đỏ này, xinh lắm. Set này hàng cao cấp đấy. 60 cân đổ về mã B10. Ai lấy B10 thì mình cho B10 cho em nhá. 99.000 một set này, xinh chưa? Em ơi rất là xinh luôn cái set quần đấy. Cái này là set quần cho em. 60 cân đổ về cho em vô tư. Mã số cho em là B10. Chị nào lấy B10 thì mình cho B10 cho em nhá. 99.000 cặp đá này. B10 và kèm số điện thoại cho em. Set lúc nãy là màu đỏ đấy. Lúc nãy có màu gì nữa các chị đấy? Mã B10 dùm em nhá. Có 3 set. 99.000 mã B10 này. Chị số đổ có B10. B10 giúp em. Mã Loan có B10. 99.000. Set vest caro mới lên rồi đấy. Ai lấy B10 thì mình cho B10 cho em nhá. 99k. Cái bộ này rất là đẹp này. Em đang phân vân có lên không này. Em lại ước gì mình gầy mà mặc. Set này cho em nhá. Đây này. Set hot trend luôn đấy. Cái set này này. Ngọc Hồng có B10. Set này mình lên luôn cho em. Mà này là B11. Set hot trend đây. Mày luôn nhảy lên mấy cái mẫu B11 cho em set hot trend đấy mọi người nhá. Set này em xả cho các chị riêng một set này luôn. 125.000 một set thôi. B12 giúp em có màu kem này. Set này thì chị nào mua hàng là mình biết. Có màu kem các bác ơi. B12 giúp em nhá. Có màu kem, màu cam và màu đen. Kem cam đen dùm em. B12. B12 và kèm số cho em nhá. 125. 60 cân đổ về set đuổi hàng Quảng Châu cao cấp. Chị nào lấy B12 thì mình cho B12 cho em này. Màu kem này. À màu cam của nó chưa? Sang chưa?
B12 luôn giúp em mọi người nhá. 12125. Có kem, có cam và có đen. Chị nào lấy B12 thì mình cho B12 cho em nhá. À cái này là màu xám này. Không xem cái bộ rơi xuống đất là màu gì. Ở đằng sau cái ghế á. B12 cho em này, 125 nhá. Màu xám à. Thế thì hết màu đen rồi, bây giờ còn 3 màu này. Còn 3 màu này, xám. Ok chị Nguyễn Vinh đủ màu. Xám này em nhá, xám này, kem này, cam này. B12 và cái màu cho em, set này chắc chị nào mà mua là mình biết rồi. 120.000, à 125. B12 giúp em là ok. 125 nhá. Ngọc Diệp đổ có màu xám. Ok. Bác nào lấy B12 thì mình cứ chốt cho em mã này là B12 cho em. 125.000. 125.000 B12. Ai lấy 12 thì mình chốt 12 cho em nhá. 125 set này quá xinh ấy. Không lấy thì hối hận. Không lấy thì hối hận thôi các chị ơi. Không có set nào mà rẻ hơn set này đâu. Hàng cao cấp của em đấy, chứ không phải là hàng bình thường đâu. Hàng đẹp đấy chứ. Màu xám này em này. Màu xám các chị đâu. Set vest caro em lên rồi. Sau xem lại like giúp em nhá. Đây. Trời ơi, những cái chị đi hàng hãng thì không mua được cái bộ này nên tiếc. B12 giúp em. Kem cam xám. Kem cam xám Trần Lan Anh có màu cam. B12 Huyền Thiếp có màu kem mà bên em hết màu kem mà. Áo này chị ấn các chị đi. Diên Dương có màu xám. 60-65 cân đổ về cho em B13. 30.000 30.000 B13. 60-65 cân đổ về set con heo. Áo con heo B13 cho em nhé. 30.000. Ai lấy B13 thì mình cho B13 cho em. 30k. 60-65 cân đổ về cho em. B13 30.000. Chị An Nhi ơi, chị đặt nhiều nick như thế ngày mai không chốt đơn được đâu. Một cái nick vần A là nó sang vần A, mà cái nick vần B là nó sang vần L rồi. A có màu cam. À B13 giúp em 30.000. 60-65 cân đổ về áo con lợn. Các bác có thấy em ngầu không? B13 nhá, 30.000. B12 mét hàng. Sang cho em con lợn này là B13. Áo em mặc 139. Mấy hôm nữa là về quê rồi các chị ơi. Xả kho đi để về quê nào. 30.000. Chị Phan Tin có 13. Chị Phạm Thị Hà có 13. Thế con chị heo hôm sau cả nhà mình mặc về đi biến. Chị Hana Anh có 13. Rồi về nhuộm chị đi. Chị An Nhiên có bạn. Mua lấy cái bộ hoa quả thôi. Mê 13 và kèm số cho em 30.000. Set vest là 125. Biết là chân mang rồi nhưng mà tôi bán tặng với chị đi. Nó có nhiều hình lắm. 30.000 cho em nhé. Chị Hương Lan có 13. Đâu em nói cái chị ở bên bếp phụ ấy chứ. B13 cho em 30.000. B13 30k. Chị nào lấy B13 thì mình chốt B13 cho em 30.000. Mệt mỏi hết cả con người. Cần một giấc ngủ. A lấy B13 thì mình chốt B13 cho em 30.000 đồng nhá. Viên Dương có 2.13. B13 30.000. Cái này lên cả màu hoa đi. Chị nào lấy B13 thì mình chốt B13 cho em 30.000. 30.000 B13 cho em nhá. Để em đi thử cái mã này cho các chị xem này. Xem có ngô vào khoai, vào ngô vào khoai không. Đợi em đi thử cái con hot hit này nhá. Hot hit này bao nhiêu. Ôi. Rất gì và này nọ áo này. Đưa chị màu hoa luôn đi. Áo này xinh nhỉ. Có hoa nữa. Hoa cũng là cái dạng này thì cho lên. Cái này bó chun cho em nhé. 55 cân đổ về. B14 giúp em. 99.000 một áo. Xét này áo này xinh lắm. 99.000 B14 xinh cho. 55 cân đổ về vô tư. Có hoa này là hoa tím. Caro tím này. Đưa hoa lên đây. Caro tím. Không.
caro tím, caro vàng, hoa vàng và hoa tím. Tôi lấy này cũng được. Ở đây ai làm chỗ? B14 nè mọi người nhá, chính như trấn ngân B14. Ai lấy B14 thì mình lên đúng mã này cho là B14 cho em, 99k. Sẽ có sọc tím và sọc vàng, 55 cân đổ về cho em, xinh lắm. Đằng sau có bo chun đấy các chị đâu, dáng mặc lên rất là ngon. Mặc lên rất là ngon luôn ấy. Nhưng mà tội hơi béo bụng thôi. Em mặc thì hơi béo bụng. B14 cho em nhá, với giá là 99.000 B14. Áo này đằng sau có bo chun này. Đơn dồn đơn về tối qua á, sao lại buổi tối nhỉ? Có thấy chị gọi không chốt đơn, có thấy chị không gọi chốt đơn? Ô gọi buổi tối, buổi tối thì nhà em nghỉ hết rồi. Có ai trực buổi tối đâu, buổi tối thì nhà em nghỉ hết rồi còn gì nữa. Bây giờ gọi buổi tối làm sao được. B14 luôn giúp em. Có đẹp, có vàng và có tím. Còn em mặc có bán rồi, B14 em nhỉ. Xinh lắm. Nguyên tháo có mỗi màu 2 ạ. 99.000 B14. Có sọc tím và sọc vàng, chấn chấn gần B14, xinh chưa? Bác nào lấy sọc nào thì mình chốt cho em là B14 cho em, 99.000 nhá. 99.000 đồng B14. Ai lấy 14 thì mình vừa lên B14 cho em nhá, 99.000. Bác nào lấy B14 thì comment cho em, đằng sau có bo chun này. Dạng áo này mặc lên xinh lắm, trời đất ơi. Mặc xinh như thế này mà không chốt nữa thì chốt. Chốt cái gì bây giờ? B14 và kèm số cho em nhé. Với giá là 99.000. Ai lấy B14 thì mình comment là B14 dùm em, 99k, 99.000 đồng nha. Bác nào lấy B14 thì mình chốt B14 cho em. Mệt quá. 99.000 nha. Ai lấy B14 thì mình gọi là B14 luôn giúp em nhé, 99.000. Xa xịn mịn luôn. Bây giờ các chị muốn lên cái gì mọi người? Bây giờ mọi người muốn lên cái gì cho em? Xếp canh mặc là 115.000 ạ. À 119. Bây giờ các chị muốn lên cái gì mọi người? B14 cho em nhá. Bây giờ các bác muốn lên cái gì nào? Thì quần em mát mà. Mày có để hết không? Mày có mặc hết không? Rồi sang cho em mã quần này này. Mình lên luôn cho em mã là B15 luôn giúp em nhá. Quần Mickey 89.000. Có màu kem màu đen. Cái này mình có dưới 60 cân đổ về cho em này. Mình lên luôn cho em mã là B15 luôn giúp em. Bộ đát em không còn. Lấy set phía sau không có màu trắng. Cái đấy là cả set cho em. Mình có lên đúng mã này cho em là B15 cho em. 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về cho em vô tư nhá. Ngọc Ngân có 14 màu vàng. B15 giúp em, 89.000 quần Mickey hot hit này. Chị nào lấy B15 thì cứ lên đúng mã này cho em là B15 cho em. Với giá là 89.000, 60 cân đổ về, quần này mát lắm. Hoàng của áo thế sao em phải để lại một cái quần này để mặc. Cái quần này siêu mát luôn đấy, cái chất của nó rất là mềm mịn và mát vô cùng. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về. Chị nào lấy mã này bình luận luôn cho em mã này là B15 luôn giúp em nhá. Với giá là 89.000 B15. 60 cân đổ về vô tư. Ai lấy B15 thì mình cố lên đúng mã này cho em là B15 luôn giúp em. Với giá là 89.000 thôi. Sang xịn mịn chưa? Em ơi cái dạng của nó các chị này. Quá là sang luôn, 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về. Ai lấy mã này bình luận luôn cho em mã này là B20 cho em nhé mọi người nhá. Với giá là 89.000 một quần, có theo Mickey. Có theo mình có Mickey ở đây, quần này xinh lắm đấy. Quần này thì siêu xinh luôn. Chị nào lấy B20 thì mình cứ lên đúng mã này cho em là B20 cho em nhá. 89.000 một quần thôi. Sang xịn mịn và đẹp. Ai lấy B20 thì mình cứ lên đúng mã này cho em là B20 là được. Với giá là 89.000 nhá. Áo em mặc 99k. Bây giờ các chị muốn lên cái gì? Lên bộ đồ à? Bộ đồ thì mình muốn lên cái mã nào nhỉ? Áo chị lại mặc là 99.000 ạ. Thôi đi. Có màu vàng và màu tím ạ. Ba thiếu quần đùi. Quần đùi nghi có tím. Bây giờ muốn lên cái gì đây? Đây cái này em còn mấy set này. Mã này các chị lên cho em mã này là Nguyễn Vinh có 2 màu ạ. B16 giúp em nhá. B16 giúp em set vest quần này. Set vest quần cho em B16. Các chị lên cho em mã này là B16 luôn giúp em nhá. Set này là set vest quần. Chị nào lấy B16 bình thường là B16 cho em 139.000 set quần đấy. Set vest quần này. Dạng quần nhá. Set này cũng rất là dễ mặc. 55 cân đổ về cho em vô tư. B16. Ai lấy B16 thì mình cho B16 luôn giúp em nhé.
B16 và kèm số điện thoại luôn giúp em. Set này mình tri ân cho các chị luôn với giá là 139.000. 55 cân đổ về. Ai lấy B16 thì mình cứ lên đúng mã này cho em là B16 cho em nhá. Với giá là 99.000, à 139.000. 139.000 giùm em. Cứ lên đúng mã này cho em là B16 giúp em là được, 139k. Form đẹp, dáng đẹp, chất đẹp luôn, 5556 cân đổ về. Ai lấy B16 thì mình cứ lên đúng mã này cho em là B16 cho em nhá. Set này xinh này. 139.000, set hàng hot đấy. Cái này chuẩn hàng Quảng Châu đấy, nhìn cái mác cho em này. Hàng Quảng Châu xịn luôn này. Nhìn cái mác là mình biết sợ luôn, nhìn cái mác luôn cho em đẹp vô cùng. Không, cái này là set quần mà. Lúc nãy là chân váy, còn cái này là dạng quần. Cái set này là dạng quần luôn cho em. Mã này mình cứ lên đúng mã này cho em là B16, set đi biển em hết hàng rồi. B16 giúp em nhá, 139.000. Ai lấy B16 thì mình cứ cho B16 luôn giúp em. Cái này còn duy nhất. Lấy 15 màu gì ạ? Duy nhất một màu đấy thôi. B16 và kèm số điện thoại cho em với giá là 139.000. 139.000 B16. Ai lấy B16 thì mình cứ lên đúng mã này cho em là B16 giúp em là ok. Chị Lan Ngọc cũng 16. 139.000. B16 cho em nhá, 139. Dáng đẹp, form đẹp, chất đẹp, 60 cân đổ về vô tư. Ai lấy B16 thì lên đúng mã cho em là được, 139k. Set này em còn ít. Nên chị nào lấy nhanh thì mình chốt nhanh. Được chưa? 139.000 một set B16. Ai lấy 16 thì mình chốt 16 cho em nhá. Bộ này cũng vô cùng xịn xò luôn. Ui cái bộ đắt ngố này. Hiền ban ra có 16. 60 cân đổ về. Các bác lên đúng mã này cho em là B17 cho em nhá. Với giá là 769.000 một bộ. 60 cân đổ về cho em bộ quần ngố B17 LO theo logo Gucci này, quần ngố này. Bác nào lấy B17 thì mình cho B17 cho em nhá, 69k. Em ơi chất đẹp tuyệt vời luôn. Hàng này toàn buôn vào là hàng bao nhiêu? Toàn buôn vào hàng này là toàn hàng 12, toàn buôn vào hàng 12. Bây giờ em xả cho các chị có 69.000 một bộ B17. 60 cân đổ về. Bác nào lấy B17 thì mình cho B17 cho em nhá. Cái này em chỉ có mấy bộ thôi. Cái này em chỉ có mấy bộ quần ngố cho em, dáng dễ mặc lịch sự. Đây cái quần này là dạng quần ngố cho em này. 60 cân đổ về vô tư nhá. Chị nào lấy B17 thì mình chốt cho em mã này là B17 cho em với giá là 69.000 thôi. Sang dễ mặc thuận tiện, 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về. Bác nào lấy B17 thì mình cho B17 cho em nhá. 69k. Hoan thì thi hoa cũng 17. Ok. Giá mặc lên rất là đẹp luôn. Được chưa? Với giá là 69.000 B17. Ai lấy 17 thì mình bình luận là 17 cho em nhá. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về vô tư cho em mã này. Ai lấy 17 thì cứ lên đúng mã này cho em là B17 giúp em là được. Với giá là 69.000. 69.000 đồng giùm em nhá. B17 có 17. B17 69k. Dương Thị Thùy Trâm có 17. Màu vàng em. Cho chị bổ ngố luôn màu vàng. Thị Thùy có 17. 69.000 cho em nhá. Ai lấy 17 thì mình chốt 17 cho em. Thì lên luôn đi. Xem cái màu đen đát đấy là màu gì. Đây. Màu này em có ít bộ này. Đẹp chưa? Đẹp nhức nách chưa? Sang cho em màu vàng này. Áo em mặc 99.000. Ui các chị ơi. Sang cho em mã này là B18. Eo cái màu vàng này. Trời đất ơi. 69.000. 69.000 B18. B18 giúp em 69.000. Eo ơi theo logo chứ. Không ai bán rẻ như em. Bán cho các chị có 69.000 một bộ này. Sang cho em mã này là B18 cho em nhá. 60 cân đổ về hàng màu vàng này. Màu vàng thì quá là đẹp rồi. Em có mấy bộ thôi. Chị nào lấy B18 thì mình cho B18 cho em nhá. 69k. Kèm số điện thoại cho em là có đơn 60 cân đổ về. Ai lấy B18 thì mình cho B18 cho em còn một bộ luôn đi em. B18 cho em nhá. Không, còn đúng một bộ này cho chị em luôn. B18 màu đỏ ấy. 69.000. Chị Thình Nguyên có 18. Bộ này đẹp ghê. Trời ơi. Chị Yến Nhi có 18. 75.000. B20 giúp em. Áo em mặc 99.000. B20 giúp em nhá. Chân váy công sở thì em không có đâu ạ. Bác nào lấy B20 thì mình cho B20 giúp em. Với giá là bao nhiêu các chị ơi? Ngày mai mới về nhiều, hôm nay chưa có. B20 75.000 này. Em ơi ai bán cái bộ này 75.000 cho các chị. B20 60 cân đổ về B20. Bác nào lấy B20 thì mình cho B20 cho em nhá. Với giá là 75.000. Trời đất ơi rẻ chưa.
giá rẻ bất ngờ mà chất của nó thì siêu đẹp luôn. Này, được chưa? B20 và kèm số cho em 75.000 đồng. B20 nhá. Em lên từng màu. Chị Xuyên có 20. Ok. Chị Vinh có 20. Cái này có mấy bộ thôi? 75.000 B20. Có 330. Cho chị màu khác đi. Cho chị màu khác. B20 và kèm số cho em. Chị nào lấy B20 thì mình cho B20 cho em nhá. Đặng Hằng có 30 với giá là 75.000. 75.000 B20. Ai lấy 20 thì mình chốt 20 cho em, 75.000. Ui. Sang rất gì mà ui, cái màu vàng này. Dã man. Ui các bác ơi. Ý, cái màu vàng nó đẹp chưa? Chị Hương Huyền có 30. Eo. Trời đất ơi, ngất luôn. Bộ quần ngố cho em này. Thanh Trang Huyền có 30. 75.000 B21 dùm em, 75.000 B21. B21 dùm em nha các bác ơi. Eo ơi, đẹp chưa? Có theo logo này. 75.000 B21. Chị nào lấy B21 thì chốt ngay cho em bộ này, xem cho. Eo ơi. B21 các chị ông lấy thì tiếc luôn, cái bộ quần ngố này cho em theo đẹp cho. Ai lấy B21 thì mình cho B21 cho em nhá. B21 và kèm số điện thoại luôn giúp em là ok. Trời ơi, rẻ quá các chị ơi. B21 giúp em 75.000, ok. 75.000 B21 này. Quá đẹp luôn. Bộ này các chị ông lấy thì chịu luôn, đẹp lắm. Eo ơi, cái chất của nó không thể che vào đâu được. B21 và kèm số cho em nhá, 75.000. Chị nào lấy B21 thì mình comment đúng mã này xem là B21 của em là ok. 75k nhá. Vinh có 21. 75.000 B21. Ai lấy 21 thì mình chốt 21 luôn giúp em, 75.000. 75.000 B21 cho chị mẫu khác. Ai lấy B21 thì mình chốt cho em nhá, không có giá nào rẻ hơn đâu. B21 giúp em là ok. Màu hồng đấy, màu hồng gì? Sang cho em màu này này. Ui cái sọc viền này. Eo ơi đã chưa. Eo ơi nhìn cái sọc viền cho em. Theo Adidas viền này. B22 giúp em mọi người nhá. 75.000. Trời đất ơi. Theo logo B22. Chị nào lấy B22 mình chốt B22 theo logo cho em, 75.000 đồng. Dã man. Cái mác nó dập logo luôn, sợ chưa? Màu hồng cho em 60 cân đổ về B22. 75.000. Em ơi các chị ơi. Ngất, cho em một từ là ngất thôi vì nó quá là đẹp. B22 giúp em nhá, 60 cân đổ về. Bác nào lấy B22 thì comment cho em mã này là B22 giúp em với giá là 75.000 bộ này. 75.000 xong, còn màu vàng kia, màu vàng kia là lộn này. B22. Chị Đặng Hằng có 22. Ok. Chị Thuy Bảo có 22. Ok. Chị Việt Vinh có 22. Đây. 75.000 cho em nhá, B22. Ok chưa? Chị Thúy Hoa có 22. Ok. 75.000 B22, chị nào lấy B22 mình cho B22 cho em, 75.000. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về, quá sang. 75.000 đồng B22 cho mẫu khác đi. Con bớt đấy, mác của nó là con bớt luôn cho em. Ui. Ui màu đen đó chị này, dã man. B23 giúp em nhá. 60 65 cân đổ về B23, nhìn giúp em này. 75.000 bộ này sang chưa? B23 giúp em này. Trời ơi, cái lô này lần này nó quá rẻ luôn, các chị mua được giá quá rồi. B23 giúp em, 60 65 cân đổ về vô tư. 75.000 hãng Converse này. Nó ghi cả cái mác là Converse này, đẹp chưa? Theo logo cho em này, cánh tay các thứ đều đồng bộ từ A đến Z. 60 65 cân đổ về cho em vô tư bộ màu đen. B23 giúp em. 75.000 nhá. B23. Trước kia có 23. Ai lấy 23 thì mình cố lên đúng mã em cho là được. 75.000, không có màu tím đâu chị. Quá là xinh. B23 giúp em là ok nhá. 75.000 đồng. Chị nào lấy 23 thì mình chốt 23 giùm em. Có 23. Form đẹp ơi là đẹp, 60 cân đổ về vô tư. Ai lấy 23 thì mình lựa cho em mã là B23. 23. Với giá là 75.000. 75.000 bộ này cho em nhá.
sang, xịn mịn, đẹp vô đối. BT có 23. Ai lấy thì bình luận là B23 giúp em là ok. Bộ đắt không bao giờ biết chán. Thương có 23. Bán không bao giờ biết chán luôn. 23. Trừ khi mình không thích bán nữa thì thôi. B23 luôn giúp em nhá. 75.000. Ai lấy B23 bình luận là B23 giúp em là ok. 75.000 đồng cho em. 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về vô tư. Ai lấy B23 bình luận là B23 cho em nhá. 75.000 bộ này. Duyên Dương có 23. Sang xịn mịn đẹp. B23 giúp em là ok. 75.000 nhá. Ai không mua là hối hận luôn. Áo sau em là 139.000 đấy. Chị nào lấy B23 bình luận là B23 giúp em này. Cho chị mẫu khác đi. Có màu trắng hay gì nữa. B23 và kèm số cho em nhá. Áo hoa lên rồi. Là 139.000 ạ. Mẫu lên lên rồi. Kệ, cho chị màu khác đi. Màu hồng với màu trắng các thứ này này. B23 giúp em là ok nhá. Trắng em có mấy bộ này. Trắng này em có mấy bộ thôi. Chị nào lấy nhanh là mình phải chốt nhanh này. Sang xịn đẹp cho ui cái màu trắng này. 75.000 cho em B24. Em ơi bộ này 60 cân đổ về cho em theo logo đầy đủ. B24 cho em nhá. 75.000. Trời ơi cái bộ đáp không bao giờ biết chán. Bác nào lấy B24 thì mình chốt B24 cho em 75.000. Bộ này hot trend đấy. Bộ này chất đẹp lắm. Hàng người ta vẫn đang mua là hàng 12. Người ta vẫn đang mua là hàng 12. Em chưa ăn các chị với giá là 75.000. B24. Chị nào lấy B24 thì mình chốt B24 cho em nhá. 75.000 đồng. Sang chưa? Em ơi sang chưa các chị ơi. B24. 75.000 em có mấy bộ thôi. Chị Nguyễn Vinh có 24. Chị bình luận là áo hoa đấy cho em là được. Áo hoa đấy là được cho em nhá. B24 giúp em 75.000 bộ này. Em ơi sang. Tiền Nguyễn có 24. Tiền Nguyễn 24 ok. Cho chị màu khác đi. 24. Cho chị màu hồng đi. B24 giúp em nhá. Hết 24 luôn này. Sang cho em màu hồng. Màu hồng có 20 bộ. Bây giờ nắng nôi rồi. Các chị ở nhà nhiều mình mặc những cái bộ này cho mát. Ui cái màu hồng này. Dã man. Chị được phê chưa? B25 giúp em nhá. 60 cân đổ về B25. Đẳng cấp luôn. Gọi là đẳng cấp luôn cho em. B25 giúp em. Ui cái màu hồng này. 75.000 đồng em cái màu hồng này xinh nhở. Em phải để lại một bộ này mới mặc. Mặc mới được. Có 20 bộ thôi. Chị nào mà mua bình luận luôn cho em hay là B25 có xỉ luôn nhá. B25 giúp em là ok. Eo cái chất của nó này. Dã man. Màu hồng. Đẹp lắm luôn các chị ơi. Màu hồng dáng thể thao. Quá xinh luôn cho em B25. Bác nào lấy 25 thì mình chốt 25 cho em nhá. Ok. Chị nào lấy 25 thì cứ lên đúng mã cho là được. 24 em hết hàng rồi. Chuyển sang cho em bộ này là B25 giúp em. Chuyển sang cho em bộ này là B25 nhá. 25. Eo ơi cái quần cà chu. Quá là phê. Ai lấy B25 thì mình chốt B25 cho em với giá là 75.000. 75.000 một bộ nhá. Bác nào lấy B25 thì cứ lên đúng mã này trên là B25 giúp em là ok. Áo ren phía sau là 139.000 em lên rồi. Bác nào lấy B25 thì cứ lên đúng mã này trên là được nhá. Nhận được bộ ở nhà chị là rồi chất đẹp mà rẻ. Em cảm ơn chị Thùy Dinh. Ai lấy 25 nữa thì bình luận cho em mã này là B25 giúp em là ok. 75.000. Form dáng đẹp lắm. Có 25. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về. À cho chị kéo hoa, kéo bò cái đi. B25 giúp em nhá mọi người nhá. Với giá là 75.000 thôi. Cho chị Minh Phan một áo hoa đi. Áo hoa màu trắng. Bác nào lấy màu kem, bác nào lấy B25 thì mình cho B25 giúp em. Với giá là 75.000 đồng một bộ như này thôi. Rẻ bèo luôn này. Áo bò này chưa ấy đúng không? Áo bò này là hàng Quảng Châu cho em nhá mọi người nhá. Sao cho em cái này là B26. B26 giúp em. Chị nào lấy B26 thì mình cho B26 giúp em nhé mọi người nhé. Đẹp quá, cái áo bò này. Áo bò này là đây mới đẹp. 129.000 B26. Cái set này này. Cái này áo bò này xinh lắm. Nhưng mà cái áo bò này phải là lên cơ. Để như thế này nó không lên dáng đâu. Phải mặc lên rồi mình là lên cái áo bò này xinh lắm. Áo hàng Quảng Châu đấy. Về các chị là lên là ok ngay cái mã này luôn cho em. Đẹp lắm. 55-56 cân đổ về cho em. B26 129.000 hàng áo bò nhá. Áo bò này là hàng cao cấp đấy. Bác nào lấy B26 thì mình cho B26 cho em. Nhà em hết váy không? Hết set hoa rồi. Hết set đi biển rồi. Xinh cho. Em ơi sang xịn mịn đẹp dã man. Hàng Quảng Châu chất đẹp. 129.000 chất bò. Em phải để lại cái này em mặc vì nó mặc lên nó sang lắm. Mặc lên cái này cực kỳ là sang. Mà cái bò nó rất là đẹp luôn ấy. B26 dùm em nhá. Với giá là 129.000 áo bò.
Mã nào lấy B26 thì mình cứ lên đúng mã này cho em là được. Cái này chỉ có duy nhất một màu thôi. Cái này chỉ có duy nhất một màu mọi người nhá. Áo bò đấy, hot hit đấy. B26 dùm em, áo bò cao cấp 129k. Chị nào lấy B26 thì mình cho B26 cho em nhá. Dáng xinh chưa? 129.000. B26 B26. Áo này em cũng còn ít này. Chị ân cho các chị đi. B27 cho em nhá. B27. Chị nào lấy B27 thì mình cho B27 cho em áo. Còn áo không nào cho ra đây đi. B27 cho em này. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về. Em xả hết cho các chị 45.000 B27. Chị nào lấy B27 mình cho B27 cho em nhá. 60-65 cân đổ về, 45.000 đồng. Ai lấy B27 thì mình cho B27 cho em 45k nhá. 60-65 cân đổ về vô tư. B27 dùm em 45.000. Bác nào lấy 27 thì mình chốt 27 cho em nhá. 45k. Từ 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về. Ai lấy B27 mình chốt B27 cho em 45.000. Chất đẹp chưa? Áo phông ấy, tất cả đều là hàng phông tàu. Nhưng mà em bán chân với các chị 45.000. Ai lấy thì bình luận luôn cho em ai là B27 giúp em 45k nhá. Dáng đẹp ơi là đẹp luôn. 45.000 đồng thôi. Bác nào lấy 27 thì cứ lên đúng mã cho em ai là B27 giúp em là được. Cái này mình cuối dưới là 60. 60, 65 cân đổ về vô tư. Thì thu thì chỉ có 27. 45.000 nhá. Hãng của nó là hãng XF. Cái hãng này là hãng XF cho em. Bác nào lấy B27 thì mình cứ lên đúng mã này cho em là B27 giúp em là ok. Với giá là 45.000. Chia được các chị mã này 45.000 nhá. 45.000 B27, 60-65 cân đổ về vô tư. Ai lấy 27 thì mình cứ chốt 27 cho em 45.000. 45.000 đồng cho em nhá. 40-60 cân đổ về cho em là vô tư mã này. Ai lấy B27 thì mình cứ chốt cho em mã này là B27 giúp em là đường nhá. 45k. Ngọc Hồng có 26. 45.000 B27. Thì Nguyễn Minh có 227. Chị nào lấy 27 thì mình chốt 27 cho em nhé. 45.000. Đẹp xinh, dáng đẹp, 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về. Ai lấy 27 thì mình cứ chốt 27 cho em. 45k. Sang, sang xịn đẹp luôn. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về nhé. Ai lấy 27 thì các chị chốt 27 cho em. Với giá là 45.000. B27 45.000. Lên nữa hả? Lên cho các chị một mã quần bom nữa này. Đúng không? Dương có 27. ML, XL thôi đúng không? Ui, mã này rất là xinh đó chị này. Đẹp chưa? 89.000. Mẹ B30 ML, XL cho em nhé. Nó cùng này thôi. B30 giúp em này. 89.000 ML. ML, XL cho em. Size to nhất mình dưới 60 cân đổ về quần bom. Mã này mình cứ lên đúng mã này cho em là B30. Vâng, chị Hậu BT là cái áo bò hay sao? B30 giúp em mọi người nhá. ML, XL cho em các chị ơi. 89.000 cái quần bom này, hai cặp khác nhau. Mình về mình mặc thay đổi cho em. Chất này, chuẩn hàng Việt Nam xuất khẩu cho các chị luôn. Hai này là hàng chuẩn hàng Việt Nam xuất khẩu cho các chị luôn. Có tem, có mã vạch đàng hoàng. Mã này mình cứ lên đúng mã này cho em là B30 và kèm size. Với giá là 89.000 một quần. Nguyễn Minh có một jean B30 dùm em nhá. 89.000. 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về cho em vô tư mã này. Mã nào lấy B30 thì mình cứ lên đúng mã này cho em là B30. Cái này là quần bom. Ok, chị ấy 2G luôn này. B30 giúp em nhá. Quần này đẹp lắm luôn ấy. 89.000 một quần này. Sang xịn mịn và đẹp chưa? Ai lấy B30 mình cứ chốt cho em. Cái này là quần quần này là quần quần xịn sò luôn ấy. Chất quần cho em này. Đẹp chưa? Dáng này mặc lên rất là đẹp. Và cái này là hàng chất u mì. Hàng này là hàng chất u mì Hàn cho em nhá mọi người. Hàng này là hàng chất u mì Hàn. Bác nào lấy mã này bình cứ lên đúng mã này cho em là B30. Chất đẹp lắm. Chị Phượng Loan có size XL. Chị nào mà mua cái chất này về thì có nhận nhà thì có mê thôi. Riêng cái chất này em là hàng chất u mì Hàn rồi. Form đẹp, dáng đẹp, tương đương với SML của các chị đó. Chị nào lấy B30 thì mình cứ lên đúng mã cho em là được. 59 cân mặc size XL. Form dáng đẹp, chất đẹp, chuẩn xịn sò luôn. Ai lấy B30 thì mình cứ lên đúng mã này cho em là B30 cho em nhá. Với giá là 89.000 một quần dài. Rẻ bèo nhèo như tô bún. Burberry rồi, u xì mà. U xì cho em Burberry. Em đưa chị u xì mà. Đây này. Dây nó là Burberry mà. Em đưa cái quần đây, chả là u xì. Đây là tao xé u xì đó. Burberry là nãy đưa chị này.
xé luôn ở trong đấy đấy. Cái gì ở trong đấy đấy, chắc là lộn mã rồi, không được. Ê, có chị này cái quần này được này. À, đây anh chị nhá, Burberry đi. B30 là Burberry đi, tại vì cái Gucci kia em không nguyên có size M. Em không đủ size. Cái này cũng được, cái nào cũng được. Chị An ý, có size L. Cái nào lên rất là đẹp luôn. Chị lấy size gì ạ? B30 cho em nhá. Bác nào lấy B30 thì mình cho B30. Cái cặp Burberry này em rất là xịn. Cặp này cũng vô cùng là xịn sò luôn các chị ơi. Cặp này vô cùng là xịn sò cho em. B30 giúp em nhá mọi người nhá. Chị nào lấy B30 thì mình cho B30 cho em. Với giá là 89.000 một quần. Cái Burberry này em xinh mà. Nói chung nó đều là hàng Việt Nam xuất khẩu hết, nhưng mà nó khác nhau về cái cặp. Tự nhiên trong một dãy quần đấy mà em lại bốc được cái này. Em lại bốc được cái quần này, nó cái quần kia nó khác mã mới là siêu nhân nhá. A30 giúp em nhá, 89.000 giá bèo nhèo, vừa bán vừa tặng vừa tri ân. Vừa bán vừa tặng vừa tri ân các chị của em rồi. Ai lấy B30 thì mình cho B30 cho em. Thực ra là cái này là giống cái kia nên chị không cần thêm đâu. Thế là chỉ có 2 gì bốc ở đi rồi đấy, không cần thêm đâu, tại vì em bốc lộn. Nói chung cái cặp nào cũng rất là xinh. Cặp nào cũng rất là xinh nha các chị ơi. Áo hoa này, hàng cao cấp của em đấy. Gen này, đẹp chưa? Nói chung cái gen này nó phê lắm. Gen này quá là phê luôn. Các chị cho 30 kèm size giúp em với ạ. B30 dùm em nhá mọi người nhá. Ai lấy B30 thì mình cho B30 cho em là ok. Với giá là 89.000. Đẹp vô đối, đẹp rụng rời. Ai lấy B30 thì mình cứ lên đúng mã này cho em là B30 giúp em là được nhá. 89.000 một quần thôi. 89.000 B30 và kèm size giúp em. Lên nốt cho các chị một áo baso này. Quần áo cầu vồng xịn sò cho. 60-65 cân đổ về vô tư cho em nhá. B31 89.000 áo baso hàng cao cấp này. Baso xịn sò. Chị nào lấy mã này bình luận luôn cho em. B31 theo con vịt này. Sang xịn mịn cho. 60-65 cân đổ về cho em vô tư. B31 giúp em nhá. Chị ân các chị 89.000, chất vải này đẹp lắm. Hàng bình thường người ta vẫn đang là 139.000. Người ta vẫn đang bán buôn hàng này là 100-101. Chị ân được các chị mã này cho em với giá là 89.000 áo baso. B31 giúp em nhá, 89.000. 231. 60 cân đổ về vô tư, hàng này chỉ có hàng xịn. Hàng này chỉ có hàng xịn trở lên thôi. 89.000 cho em B31. Ai lấy 31 thì cứ lên đúng mã cho em là được. 60-65 cân đổ về áo cầu vồng ấy. Áo cầu vồng xinh chưa? B31 giúp em là đường nhá. 89.000 sang lắm, áo baso mà. Rất đẹp ơi là đẹp luôn. 40 cân đổ lên. 60-65 cân đổ về cho em nhá. Nhà em không còn áo, không còn váy hoa đâu chị ơi. Váy hoa thì trưa mai nhá, trưa mai nhà em mới về. Váy hoa nhà em trưa mai mới về nhá chị nhá. B31 giúp em 89.000. Lên cho chị một mã áo bolo nữa. Bác nào lấy B31 thì mình lên cho em mã này là B31 cho em nhá. 89.000, 60-65 cân đổ về vô tư. 89.000 B31. Ai lấy 31 thì cứ lên đúng mã này cho em là được. 89k nhá, chất đẹp lắm. 60-65 cân đổ về vô tư cho em mã này. Ai lấy B31 thì mình cho B31 cho em nhá. 89.000. Sang xịn mịn đẹp, 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về. Ai lấy B31 thì mình cho B31 cho em nhá. 89k, đẹp lắm. Mấy hạnh có 31. Cái dáng này là vô cùng đẹp, xịn sò luôn. Chân váy ngày mai em về nhiều. Chân váy quần sóc ngày mai về một lô Quảng Châu rất là nhiều luôn. B31 giúp em nhá, 89.000. Ui cái áo bolo hồng này các chị ơi, dã man, man con ngan. Đẹp rụng rời. Ui xinh chưa? Đây trắng có 31. Ui các chị ơi. 60-65 cân đổ về vô tư có thêu này. Xinh chưa? Cái này mình mua về cho mình mặc cũng được, mua cho con của mình mặc cũng được. Sang cho em mã này là B32 cho em nhá. 89.000. 89.000 B32. Em ơi các chị ơi xinh cho. Trời đất ơi. 60 cân đổ về cho em nhá. Thì hồng nào có 31. Màu hồng này, đỉnh cho, đẹp cho. Cái màu nó là màu vỏ đỗ cho em, rất rất là xinh. B32 giúp em nhá mọi người nhá. B3 giúp 2 giúp em nhá. Quần bò thì em bây giờ em chỉ còn lông cô. Nhưng mà đắt lắm, không có quần loe, không có quần suông gì hết. B32 giúp em. B32 giúp em này, xinh chưa? Áo baso đấy. Rất gì vào này nọ luôn. Vinh có 32. Đẹp chưa? 89.000 nhá, cái màu này. Màu này mặc lên tây lắm. Đẹp chưa? Ai lấy B32 thì mình chốt B32 cho em 89.000. Cái này em bán theo màu. Không lên nhiều màu. 89.000 B32. Sang xịn mịn đẹp vô đối. Ai lấy B32 thì mình chốt B32 cho em nhá. 89.000.
Cái này mình có dưới là 60 cân đổ về cho em vô tư 89k, chất rất là đẹp. Bác nào lấy B32 thì mình chốt B32 cho em 89.000 nhá. B32 và kèm số cho em 89.000 đồng thôi. 60 cân đổ về vô tư. Ai lấy B32 thì mình cứ lên đúng mã này cho em là B32 giúp em là được 89.000. Sang xịn mịn đẹp. Em ơi, cái chất của này không thể chê vào đâu được. 89.000. 32. B32 và kiếm số cho em nhá. 32. Sang lắm. Bên Lê có 32 à? Cho một mã nữa em. Đây này, cái tay của nó, cái hàng này là hàng túi thêu đấy. Túi thêu rất là xịn. Các chị cứ đi đâu mua cũng chẳng có này, người ta bán 90.000 đâu. Người ta toàn bán 150, 180, 130. Tại vì người ta nhập cái này là 95, 100.000 rồi đấy. Lấy số lượng nhiều là 90.000. Mà em bán lẻ được các chị có 89.000 một cái. B32 giúp em nhá. Chị nào lấy B32 thì mình chốt B32 cho em 89.000. B32 đẹp nhờ. Cái túi nắp của nó này sang xịn mịn luôn, 89k mà nó có theo cái hình, theo cái hình xinh xinh bé bé ở đây nữa. Sang đẹp. Ai lấy B32 thì mình chốt B32 cho em 89.000. 89.000 đồng cho em nhá. 89.000 B32. Lên một mã nữa thôi, lên một mã nữa cho các chị nhá. Áo bolo thêm một mã nữa tại vì nó nhiều lắm, còn nhiều cực kỳ. Áo bolo nhà em thì nhiều vô kể. Hôm nay nó hàng đắt. Rồi sang cho em mã này này. Mã này thì hàng cao cấp hơn tại vì form này form rộng hơn. 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về cho em nhá. Ui các chị ơi xịn sò chưa. Thôi em bán bằng giá cho các chị đi. 89.000 B33, 60-65 cân đổ về. B33 giúp em nhá, 89.000 đi. Bán bằng giá cho các chị luôn này. Đáng nhẽ cái này phải bán hơn đấy, tại vì cái hàng này đắt hơn. Nhưng mà thôi em bán tặng các chị 89.000 B33. Cái này em chưa bán bao giờ. Chưa bán bao giờ, đều là hàng thêu nhá. Cái này không có cái nào là nó in đâu, nó đều thêu tay hết luôn đấy. B33 dùm em 89.000, 60-65 cân đổ về vô tư. Bác nào lấy B33 để mình chốt B33 cho em nhá, 89.000 đồng. Sang, xịn, đẹp, mịn luôn. Có thêu logo đầy đủ này. Áo em mặc còn nhá. Chị nào lấy B33 thì mình chốt B33 cho em 89.000 thôi. Hàng áo bao xô xịn lắm, cái này là hàng cao cấp luôn này. Nhìn cái mắt là các chị biết hàng như nào rồi. Ok. Ai lấy 33 mình là 33 giúp em nhá, 89.000. 89.000 đồng thôi, nó giật đổ có 33. Chi ân với chị mã này 89.000 nhá. Đẹp ơi là đẹp luôn. Không có nhiều. Đây sang cái dáng này là dáng crop top cho em này. B34 giúp em nhá, không biết cái túi nước mai đi đâu rồi. Crop top cho em nhá, 89.000 B34 xinh lắm. 60 cân đổ về B34. Ai lấy B34 thì mình cho B34 cho em này. 89.000. Chị Đường Nguyễn có 33. B34 giúp em nhá, 89.000 đồng B34 xinh cho, áo crop top. Cái này là dạng crop top cho em nhá. B34 giúp em 89.000 này. Em ơi sang đẹp quá. Chị nào lấy B34 thì mình cho B34 cho em 89.000. Cái này có rút dây. Cái này có rút dây tùy chỉnh nhá mọi người nhá. Có rút dây tùy chỉnh này. Ai lấy B34 thì mình cho B34 cho em dáng crop top 89.000 đồng. Bác nào lấy 34 thì mình cho 34 cho em nhá, 89k. Cái này mình gửi dưới là bao nhiêu? 60 cân đổ về cho em mô tư hàng ba xô đấy. B34 cho em 89.000. Ai lấy 34 thì lên đúng mã này cho em là B34 cho em là được. Xinh nhở? Trang Bùi có 34. 89k để lấy cho chị chú ơi. Chơi em. Chơi em. Chơi em. Chơi lấy. B34 giúp em nhé mọi người nhé. 89.000 dạng của nó là crop top. Bác nào lấy B34 thì mình cho B34 cho em 89k. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về. Eo ơi nó thêu. Thêu xịn xò dã man. Mai mua được con này phải sướng. Mai các chị mua được con đấy là phải sướng đấy. Nhận đầu hàng là phải mê. Mê tập phê luôn. B34 giúp em nhá, 89.000 thôi. Tại vì em về nhiều lắm, dã man. Sợ luôn. B34 giúp em là được 89.000. Chị nào lấy 34 thì mình chốt 34 cho em nhá. Ôi cái sọc này. Ê ôi cái sọc này mặc không bao giờ biết già luôn ấy, dã man. Ui dã man cho em này. B35 nữa chị ơi, crop top 89.000 B35 sang xịn mịn đẹp. Ê ôi này. B35 giúp em nhá. 60 cân đổ về đẹp chưa?
Dạng của nó là cầu lông tốp như này cho em B35 này, 89.000. Ai lấy 35 thì bình luận là B35 cho em. Xinh chưa? Em ơi xuất sắc, mặc với quần sóc thì quá là đỉnh rồi. Chất vải đẹp lắm. 89.000 B35. Bác nào lấy B35 thì mình cho B35 cho em nhá. 89.000. Trời ơi cái màu này xinh chưa? Cute chưa? Mặc lên xinh lắm. 89.000. Ui cái mã này, này gọi là cụ của cụ. Thanh Lan có 235. Ba xô nhỉ em, như thế này, chất lượng như thế này cơ mà. Hàng có 35. Ê ơi. Này túi giấy như kiểu đập hộp ấy. Ui giời ơi. 89.000 B36, nhanh thì đường chậm là hết. 60 cân đổ về cho em B36 nhá. Ê ơi thêu này. Thêu, trời ơi mặc cái này màu này chói chang. Nhìn này. Ba xô nhỉ em, như thế này, ba xô nó ít màu đen lắm chị. Hầu như nó không có màu đen, ít lắm. Thực sự là nó làm ít rất ít màu đen. B36 của em, thêu. Thêu nha các chị ơi, thêu họa tít này. Eo ơi xinh nhở. 89.000 một cái áo 36, B36 nhá. 35 em hết hàng. 34 em cũng hết. San cho em mã này là B36. Bây giờ chỉ còn 36 thôi. 89.000. Đẹp lắm, không mua là hối hận đấy. Tiếc cực kỳ luôn. Chị Thu Thủy Trần có 36. Áo này các chị đi đâu mua không được bao giờ giá này. Đi đâu mua không bao giờ rẻ như này. Có 89.000 một cái áo này cho em thôi. Áo này là hot luôn. Đảm bảo luôn cho mọi người nhá, hết luôn này. Sang cho em áo quần tốt như thế này. Nhưng mà là màu hồng. Lúc nãy là màu xanh và bây giờ là màu hồng. Ui, túi giấy này. B37 các chị ơi, 89.000. Xuất sắc. Xuất sắc cho em. Có theo hình ở đằng sau này. Đấy hình xinh xinh ngộ nghĩnh này. B37 cho em nhá. 89.000 đồng B37. Eo ơi nó hiện. Nó quá là xịt. Ai lấy B37 thì mình cho B37 cho em. 89.000 bán không bao giờ biết chán. Ai lấy B37 thì mình cho B37 cho em nhá. 89.000. Mình không được mã này, mình chốt sang mã kia cho em. Nói chung mã nào cũng rất là đẹp. Các chị mua mấy chục cái về mà mặc dần. Em nói thật, em như em là có 6 cái trong tủ rồi. Như em là có 6 cái trong tủ rồi đấy. B37 cho em. 89.000 B37 nhá. Ai lấy 37 thì comment là 37 giúp em. 89.000. Chị Long Thủy có 37. 37, 89k. Bác nào lấy 37 thì cho 37 giúp em. 89.000. 89.000 đồng giúp em. Xinh chưa? 89.000 B37. Ui. Các chị ơi màu xanh này. B38. 89.000 B38. Ê ơi màu xanh này. B38 giúp em. 89.000 nhá. Ai lấy B38 thì mình cho B38 giúp em. 89.000 đồng. Ui cái màu xanh phối này. Đẹp nhỉ. Này. Đẹp chưa? Ê ơi cái màu này mặc lên thì quá là xinh. B38 ấy chị ơi, sơ vi mà xem đẹp lồng lộn. B38 giúp em nhá. 89.000 màu xanh. Màu xanh này mới hot, màu xanh này mặc sáng ra lắm. Chưa cần mặc nữa là mặc lên nó đẹp như này. Trời ơi xinh chưa? 89.000 đồng B38. Ai lấy 38 thì mình bình luận là B38 giúp em. 89.000 màu nào cũng xinh. Màu nào cũng rất rất là xinh luôn. Riêng những cái mã này cho em. Cho chị cái màu cam ở dưới đây. B38 cho em nhá. 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về cho em vô tư. Ai lấy B38 thì mình cho B38 cho em. Đẹp lắm. Đấy cái màu cam ở cái cọc đấy luôn đấy. Trên đầu đấy, ngay ở ánh mắt luôn. B38 giúp em nhá. 89.000. 89.000 B38. Ai lấy 38 thì bình luận là B38 cho em. Đẹp lắm. 89.000 đồng B38 này. Ui cái mã này em tri ân cho các chị đi. Tri ân mã này rồi. Ui dồi ôi. Ui 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 túi giấy này. Đáng nhẽ cái này phải bán 101. Nhưng mà thôi em bán các chị 89.000 B40. Vui vẻ hân hoan phấn khởi chưa? Họ khuy là khuy thật cho em, B40 cho em, 89.000 nhá, tri ân các chị mã này. Được chưa? Nhìn giúp em theo này, chữ super, super gì đây này. Đẹp chưa? B40 cho em, 89.000, em ơi các chị này. Nhìn cái tay của nó là tay theo như thế này cho em nhá. Đây, đẹp chưa? Tất cả đều là hàng áo bolo xịn luôn này. Em màu cam này, màu cam phối kem các thứ này. B40 cho em, 89.000, sang quá. Cái này có ít thôi. Cái này em chỉ có ít thôi, chị nào lấy nhanh thì mình chốt nhanh. B40 giúp em nhá, 89.000. Chị nào lấy B40 thì mình chốt cho mẹ này. B40 có theo chữ super. Cái này có theo chữ super cho em này. Bác nào thích mã này thì mình chốt cho em mã này là B40 cho em. 89.000 nhá. Có chị nào thích mã này không?
Không bác nào thích cái chữ super này à? Thôi thì em nghỉ đây nha mọi người nha. Bye bye các chị yêu. Cảm ơn mọi người đã xem livestream của em. Chương trình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các chị vào ngày mai. Đó. Chị Loan Nguyễn có 40. Chắc chị là do bạn có 40. Chị Phan Lan 40 à? Bye bye mọi người.